chị. Hello, hello. Hello mấy chị nha. Xin chào. Xin chào, hello mọi người. Hello mấy chị nha. Hello. Hello mấy chị. Hello. Thấy em chưa mọi người ơi, chấm bài giùm em cái nha mấy chị nha, chấm lên giùm em cái. Chấm lên giùm em cái. Không chị ơi. Đây không có lên, không có like xanh đan. Hello mấy chị. Hello mọi người, thấy em không mấy chị ơi? Thấy em không mấy chị? Chấm giùm em cái nha mấy chị nha, chấm bài giùm em với. Chấm bài giùm em với nha mấy chị nha, chấm bài giùm em với. Chấm bài giùm em với nha mấy chị. Chấm bài lên giùm em cho nó có tương tác nha mọi người. Chấm bài giùm em cho nó có tương tác với nhau với chị nha. Áo thủy mặc là 145.000 á. Từ 60 65 kg cho tới 70 kg, 72 kg. Nó không có size to đâu. Chấm bài giùm em nha mọi người ơi, chấm bài giùm em nha. Chấm bài giùm em nha mấy chị nha. Chấm chấm giùm em cho nó có tương tác nha mấy chị. Chấm bài giùm em lên ha. Ủa sao vậy, sao bữa nay tương tác kỳ kỳ ta, thấy em không mọi người ơi, thấy em không? Coi thử không không ý, nó có nhận được thông báo không ta? Ủa sao kỳ ta mọi người ơi, sao bữa nay gì mà không thấy mọi người đâu hết trơn vậy ta? Mọi người thấy em không mọi người ơi? Mọi người thấy em không? Chia sĩ like giùm em với nha mấy chị nha. Hôm nay chia sĩ like có tặng quà nha mọi người. Hôm nay chia sĩ like có tặng quà ha. Chia sĩ giùm em nha mấy chị nha. Chia sĩ giùm em ha. Chia sĩ like có tặng quà nha mấy chị. Chia sĩ like giúp em với. Chia sĩ like giùm em với nha mấy chị nha. Với lại chấm bài giùm em với nha mọi người. Chấm bài lên giùm em với. Ôi sao bữa nay gì mà tương tác gì mà thảm người ta. Chúc em bán đắt hàng nhé, cảm ơn Nga Ngọc nhiều nha. Bữa nay chuyến đầu tiên em đi Thái lại trong năm á mọi người, chúc giùm em một nút chia sẻ like nha mọi người nha. Chúc giùm em một nút chia sẻ like nha. Hôm nay chia sẻ năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị 50 cái khẩu trang màu tím luôn, cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha. Cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị 50 cái khẩu trang màu tím nha mấy chị nha. Cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mọi người nha. Năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị 50 cái khẩu trang màu tím nha mọi người nha. Tặng cho năm chị ha. Năm chị nha mấy chị nha, có lượt chia sẻ like nhiều nhất ha. Giúp giùm em một nút chia sẻ like nha mấy chị. Sao bữa nay tương tác thì kỳ vậy trời. Bữa nay tương tác chứ mà không tăng lên nổi mấy chị. Ui ôi.
chấm chấm bài giùm em với mấy chị ơi, chấm bài giùm em cho nó có lượng tương tác với mọi người. Bữa nay họ có nhiều lắm mấy chị, áo vú bữa nay nó ra đủ hàng, đủ đủ size hết trơn luôn á. Bữa nay họ áo vú nó ra đủ size hết á mọi người ơi, bữa nay áo vú ra đủ size hết á. Mấy chị ân gì thì mấy chị ủng hộ em ha. Chuyến đầu tiên em cũng bán sale nữa nha mấy chị nha. Bán sale để em lấy tương tác chuyến đầu năm á. Chấm bài giùm em nha mấy chị nha. Năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị 50 cái khẩu trang màu tím như em đang đeo ha. Nha mấy chị nha, cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha. Năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị ghi chú năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị 50 tặng em tặng cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị 50 cái ha. Chấm bài giùm em nha mấy chị ơi, chấm bài giùm em với, chấm bài lên giùm em với nha mấy chị nha. Bữa nay tương tác nhưng mà chán thiệt luôn á. Bữa nay tương tác mà buồn quá mọi người. Bữa nay tương tác mà buồn quá. Lên 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 mọi người ơi, lên 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 mọi người ơi. Lên nha mọi người ơi. Chấm bài lên giùm em nha, chấm bài lên giùm em với. Chấm bài lên giùm em với. Chấm bài lên nha mấy chị nha. Chấm bài lên giùm em ha. Chấm bài lên giùm em nha mấy chị. Hello hello. Chấm bài lên giùm em nha mọi người nha. Rồi em lên cho mấy chị em lên cho mấy chị áo vú ha. Còn khẩu trang các chị nào lấy thì nhớ nha. Nón nón chị đội chị mới qua mà. Nón này nè mấy chị nè. Nè mọi người. Đẹp cực kỳ luôn, ai mà mua cái hàng nón này rồi là biết cho mấy chị nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Nè. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Nón em đội có hai màu, màu trắng và màu đen. Màu trắng và màu đen nha mấy chị nha. Nón á là bình thường của mấy chị là 145 ngàn một cái. Mấy chị coi nè, chất đẹp lắm nha mọi người nha, chất đẹp lắm, chất đẹp lắm, hàng thêu hết. Một cái nón như thế này bình thường cái giá của nó là 145 ngàn cho tới 220. Hôm nay nha mấy chị nha. Em bán tặng cho mấy chị thôi chuyến đầu tiên luôn. Nha mấy chị nha, em bán tặng mấy chị còn có giá là 79 ngàn. Ui mấy chị ơi, 79 ngàn em sót quá trời luôn á mấy chị. Bởi vì cái giá này em bán rất là rẻ luôn nha mọi người nha. Còn này mấy chị, nó có hai màu, màu kem và màu này mấy chị, nó có màu kem và màu đen giùm em. Đó, mấy chị coi này thấy chưa? Nè, đó, màu kem và màu đen, chị nào ưng kem lấy kem mà chị nào ưng đen lấy đen. Bán tặng chuyến duy nhất chuyến này nha mấy chị nha, còn 79 ngàn. Bán tặng duy nhất một chuyến này giá 79 ngàn. Chị em nào lấy thì lên nha mấy chị nha. Một chuyến duy nhất thôi nha mọi người nha. Trời ơi không có ai mà đi bán mấy chị cái giá này hết trơn á. Hàng thêu giùm em nha mấy chị nha. Nhận hàng xong á hở là mấy chị thích lắm luôn á mấy chị. Do mấy chị biết sao không? Đẹp. Lên thơm đẹp lắm nha mọi người nha. Lên thơm đẹp lắm. Lên thơm nón rất là đẹp luôn á. Đó nha mấy chị nha. Mà có 79 ngàn à. Chị nào ưng thì ghi cho em là nón đắt đắt kem hoặc nón đắt đen nha mấy chị. Cái này là màu kem. Ưng kem lấy kem mà ưng đen lấy đen. Nam nữ đều đòi được hết nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, đen và kem ok chị nè. Ôi đẹp lắm chị. Nè em cho mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận nha mọi người nha. Nè mấy chị coi em nè, nó thêu ha. Cái viền này nó cũng thêu luôn chứ không phải là nó in đâu. Cái viền thêu luôn. Cái nón là nón thêu luôn, cái viền là viền thêu luôn. Ở phía trong này mọi người coi giùm em nè. Đó, nha mấy chị nha, mà đẹp lắm. Cái này em bán mấy chị, cái này là bán tặng chuyến đầu đầu năm nha mấy chị nha. Còn 79 ngàn. 79 ngàn thôi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. À. Đắt kem ok mấy chị ghi chị em là nón đắt kem hoặc nón đắt đen giùm em nha mấy chị nha. Nón đắt kem hoặc nón đắt đen nha mấy chị ha. 79 ngàn một nón à. Nghĩa nghe hai màu ok chị này. Ghi chị em là nón nha mấy chị nha. Lấy em hai cái màu kem và màu đen ok em luôn. Rồi nha mấy chị nào lấy thì lên giùm em ha. Đắt đen ok chị này. Có 79 ngàn mọi người ơi, 79 ngàn. Cái này là do em bán giá tương tác đầu năm nha mấy chị nha, chứ không có bán giá này xuyên suốt đâu nha mấy chị. Trời ơi chắc đẹp lắm nha mấy chị ha. Đó, cho mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận.
Rồi cho chị đổ quý luôn, nón đen và nón kem. Cái này nam được nữ được nha mấy chị, chứ không phải là phân biệt là riêng nam nữ, nam đội được nữ đội được giùm em. Thiệt sự luôn á mấy chị, ở bên 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 chỗ khác thì em không biết, chứ còn họ như ở em này mấy chị, em thấy có mấy chị á với anh á đội mà Tết đi chơi Tết, em gặp mấy người luôn á. Em gặp mấy người đội luôn á mấy chị, đẹp lắm, tại thích lắm mấy chị. Tới 30 Tết mà người ta còn ghé shop em, người ta mua nón mà. Đội đi chơi với mọi người, với lại người kia thấy đội đẹp, cái người nọ thấy đội đẹp cái giới thiệu chạy qua shop em mua á. Cho nên là ân lắm nha mấy chị nha. Rồi chị nào ân nón kem lấy nón kem, ân nón đen lấy nón đen giùm em ha. À cảm ơn chị Ái My nhiều nha, cảm ơn chị nè, cảm ơn chị nhiều. Rồi nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em ha, chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chia sẻ like giùm em ha. Bây giờ em like cho mấy chị áo vú nha mọi người nha. Hôm nay năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị 50 cái khẩu trang màu tím bao đẹp. Cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha, mỗi chị 50 cái khẩu trang màu tím nha mấy chị nha. Năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị 50 cái khẩu trang màu tím nha mấy chị. Chấm mày giùm em ha mọi người, chấm mày lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Rồi, bây giờ em like áo cho mọi người ha. Đây. Cái mã này trước đi. Cái mã này á là nói đầu năm là sẽ không có không không có bán nữa, nhưng mà thôi, bữa nay là vẫn bán tặng cho mấy chị cái giá tương tác đầu năm cho mọi người nha. Giá tương tác đầu năm này mọi người. Đây ạ, à, đây nha mấy chị ơi. Trời ơi, đẹp chưa? Bữa nay màu da em có đủ size cho mấy chị rồi. Nha mấy chị, bữa nay màu da có đủ size rồi. Bình thường màu da không có đủ size đâu mấy chị. Màu da bình thường màu da là lúc nào nó còn cháy hàng hết. Mấy bữa nó chỉ có size 40, 42 thôi. Bữa nay nó có size này mấy chị. Bản to cúc nhiều dùm cho em. Hàng của hãng Sister Hot luôn. Mấy chị coi giùm em, hàng của hãng Sister Hot luôn. Nha mấy chị nha, coi giùm em này. Đó, bản to cúc nhiều của hãng Sister Hot luôn. Cái thứ hai nữa này mấy chị là cái form nó mặc êm lắm nha mọi người nha. Cái form nó mặc êm lắm. Cái form này những chị nào mà đã mặc rồi là biết ha. Rất là êm luôn và em nhận feedback rất là nhiều. Mã này em có size là 36, 38, 40, 42. Nha mấy chị, mã này em có size là 36, 38, 40, 42. Này mấy chị coi giùm em nè. Đó, 36, 38, 40, 42 giùm chị em. Đây, mấy chị coi giùm em nè. Đó, này là ren mỏng VIP. Hàng của hãng Sister Hot, hàng cao cấp 380 bạc một cái. Hôm nay bán lấy tương tác đầu năm còn 99 ngàn nha mấy chị nha, em bao cho những ai đi Thái xách tay về mà bán mấy chị giá 99 ngàn, em tặng thêm mấy chị 10 cái nữa, em cam kết luôn. Tại vì mấy chị thứ nhất á, là hôm nay bạc đầu năm nó lên rất là cao. Nếu như mấy chị nào mà có theo dõi những người nào mà đi chuyên hàng Thái xách tay là người ta cũng sẽ nói về cái vấn đề là bạc bạc hôm nay đã tăng lên tới gần 19 giá lận, 19 gần 20 giá lận mấy chị. Cho nên đó là em vẫn bán mấy chị kia, quên, em bán sale cho mấy chị chuyến đầu năm như thế này là rất là rẻ luôn rồi nha mọi người nha. Rồi chị nào lấy thì lên giùm chị em là ren mỏng VIP màu màu da 36 38 40 42. Mấy chị vừa size nào mấy chị lấy mã màu đó giùm em nha. Đẹp lắm nha mọi người, coi này. Thấy không? Bản to cúc nhiều, có nhiều chị thích bản to lắm để nó chi đi cái phần mở thừa ấy. Cái thứ hai nữa mấy chị, mặt ở hở nó êm lắm nha mọi người nha, mà lên trai vú nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi, màu da 36 38 40 42 ghi chị em là ren mỏng VIP màu da ha. Rồi, ren mỏng VIP màu đen này, đẹp cực kỳ chưa? 36 38 40 42 luôn. 36 38 40 42 luôn. Chị nào lấy màu đen lên giùm chị em màu đen. 36 38 40 42, đẹp quá. Quá đẹp luôn mấy chị thấy chưa? 36 38 40 42, hàng của hãng Sister Hot giùm em nha, thương hiệu số 1 tại Thái Lan nha mọi người. Rồi, chị nào lấy màu đen lên giùm chị em màu đen này. Trời ơi, cúc đẹp lắm mấy chị, coi này ha. Màu đen 36 38 40 42 luôn. Rồi, màu xám là cái màu này em bán cực kỳ chạy ở shop luôn á. 36 38 40 42. Chị nào ưng màu xám lên chị em màu xám 36 38 40 42. 380 bạc đó mấy chị một cái mà bữa nay em gom mấy chị giá sale còn 99 ngàn. Lấy chiến là lấy tương tác đầu năm nha mấy chị nha. Rồi màu xám em có size 36 38 40 42. Mấy chị nào mà nhận hàng cái này rồi mấy chị cho em xin feedback với nha mấy chị nha. Nhận hàng cái này rồi mấy chị cho em xin feedback với nha mấy chị nha. Rồi còn màu màu nâu 36 38 40 42 luôn. 36 38 40 42, chị nào ưng màu nâu lên giùm chị em màu nâu ha.
Màu nâu 36, 38, 40, 42. Chị nào ưng nâu lên nâu giùm em ạ. Đây nha mấy chị nha, đẹp quá trời luôn. Lên giùm cho em là cái màu kèm cái size nha mấy chị nha. Cái màu kèm cái size giùm em ha. Đây là mút mỏng nha mấy chị, mút mỏng ha. Mút mỏng nó có size to. Và chỉ có mã này là size của nó là bự nhất là tới 42 thôi nha mọi người ha. Ghi rõ giùm em nha mấy chị nha, cái màu kèm cái size nha mấy chị nha. Ren mỏng vip nha mấy chị, ren mỏng vip giùm em. Nghĩ mấy chị từ bên Thái xách tay về cho mấy chị sale giá 99 ngàn. Em nói thiệt, con nào mà nó bán mấy chị giá 99 ngàn em tặng thêm mấy chị 10 cái nữa. Mà phải hàng chuẩn của Thái xách tay gì như em nha mấy chị nha. Không có lấy lại hàng của Việt Nam hay là không có mua hàng của Trung Quốc mà nó hàng của Thái nha mấy chị. Tại vì hàng của này mấy chị nó giả rất là nhiều, giả thương hiệu nó nhiều lắm. Còn hàng chính hãng của Thái Lan á mấy chị mua á, là những cái dòng này này mấy chị, giá của nó họ toàn là mấy trăm bạc một cái. Tùy trường hợp mấy chị mà mua những đợt mà nó bán sale hoặc là nó có nghĩa mình mua số lượng nhiều á mấy chị thì nó mới chiết khấu phần trăm cho mình thôi nha mấy chị nha. Còn không á là không 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 có ấy đâu nha mấy chị. Chị em nào đã xài cái dòng này rồi cho em xin feedback với mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, ghi rõ giùm em nha mấy chị nha. Ren mỏng vip nha mấy chị, ren mỏng vip ha. Ren mỏng vip nha mọi người nha, ren mỏng vip nha mấy chị. Ren mỏng vip nha mấy chị nha. Ren mỏng vip nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Màu kem trắng mỏng 38 ở đâu ra chị Trần Tuyết? Đâu có chị. Đâu có chị ơi. Đâu có màu 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 trắng, chỉ có màu 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 da thôi, màu da thì nó có màu da thôi nha. Áo ngực này mặc êm thiệt, nhà chị Thủy không cấn không đâu, thoải mái lắm. Cảm ơn chị Duyên Hà nhiều ha. Cái này nó không có màu trắng đâu nha mấy chị. Màu da 36, 38, 40, 42. Rồi màu đen 36, 38, 40, 42. Đó, rồi màu xám 36, 38, 40, 42. Không có màu trắng đâu nha mọi người nha. Không có màu trắng đâu. Rồi nha mấy chị nha. Màu nâu 36, 38, 40, 42. Rồi màu nâu 36, 38, 40, 42. Hello Ly Trần nè. Rồi nha mấy chị nha, màu nâu 36 38 40 42 không không có màu trắng đâu nha mọi người nha, không có màu trắng đâu. Mấy chị comment màu trắng là không có hàng để trả đơn đâu nha mấy chị. Màu nâu nè, 36 38 40 42 nè. Rồi, màu xám 36 38 40 42. Rồi, màu đen 36 38 40 42, đẹp quá trời luôn. Và màu da 36 38 40 42 nha mấy chị nha. Chuyến đi Thái đầu năm nha mấy chị nha, em đáng lý em bán mấy chị giá lên lại là 125 ngàn 380, nhưng mà có sale rẻ bèo lắm cũng 125 ngàn, nhưng mà em nghĩ tới chuyến đi Thái đầu năm để cho có lượng tương tác đó mấy chị, cho nên em xem mấy chị còn 99 ngàn. Lưu ý giúp em nè mấy chị, em bán giá 99 ngàn em bị bán rẻ lắm lắm luôn rồi mọi người, rất là rẻ luôn á. Cho nên chị em nào được giúp giùm em một nút chia sẻ like nha mấy chị nha, giúp giùm em một nút chia sẻ like nha mọi người nha. Chứ có 99 ngàn à mấy chị ơi, không có ai mà bán áo mà từ bên Thái xách tay về bán mấy chị 99 ngàn hết trơn á. Cái này tụi nó bán cái giá thị trường sẵn rồi, bèo nhất là 150 ngàn một cái từ hai áo trở lên. Có nghĩa là mấy chị mua một cái á, là 200 ngàn, mà mấy chị mua hai cái trở lên á, là còn 150 ngàn một cái. Đây là cái kiểu mà người ta hay ép mình số lượng á mấy chị. Còn em bây giờ thì mấy chị mua một cái còn 99 ngàn, mà mấy chị mua 5 cái, 10 cái còn có 99 ngàn à. Đó, mà trong khi đó là mấy chị đã mua hai cái tới 10 cái trở lên, 20 cái trở lên là người ta đã bán mấy chị 150 ngàn một cái rồi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy thì lên giùm cho em ha. Màu da 36, 38, 40, 42. Áo này mặc đẹp đứng ngực. Vậy lấy da nâu 38 chị mua thêm hai cái nữa nè. Trời ơi, thấy chưa mấy chị, bắn tim chị Trần Tuyết, cảm ơn chị. Hiện nó không có bị, em nói mấy chị này, có nhiều chị á là mặc cái ngực ấy, thường là mình sinh nở xong rồi thường nó bị xệ cái ngực mình xuống đúng không, nhưng mà mấy cái form này mấy chị mặc lên nó đẹp lắm, nó không có kiểu như là nhiều cái nó xệ,
là cái áo vú mất mỏng ấy, nó cũng sẽ làm xè cái ngực mình theo luôn. Nhưng mà không, riêng cái này là không, không nha. Cái form của Thái rất là đẹp. Mấy chị mặc lên là nó đứng cái ngực, đứng cái form mấy chị lên cho nó đẹp cái ngực của mấy chị, chứ nó không có chuyện mà nó đẩy thêm cái sợi ngực của mấy chị xuống. Cho nên là đó là lý do vì sao mà mấy chị mua đi mua lại rất là nhiều và mấy chị cực kỳ thích cái dòng này. Nhà mấy chị mà em nói mấy chị này cái 99.000 à mấy chị ơi, thiệt mấy bà không tin tôi, mấy bà thử một cái trước đi, ok rồi mấy bà mua thêm. Cái thứ hai nữa là em cho mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận, cho nên là mọi người không cần phải lo là ờ Thủy ơi có đẹp hay không. Nha mấy chị nha. Còn những chị nào mà ghé shop lấy thì mấy chị đỡ cỡ tầm trưa mai hoặc chiều mai mấy chị ghé shop nha, đừng ghé liền ngày hôm nay. Tại vì hôm nay rồi tối nay em mới gửi hàng về thì bắt đầu ngày mai nó mới bắt đầu nó mới trả đơn mấy chị được ha. Cho nên là mấy chị nào mà ghé shop thì cỡ tầm trưa mai hoặc chiều mai hãy ghé shop nha. Đây thì ba màu 640 chị ưng màu nào chị ơi? Nó có màu da này 36 38 40 42 này. Nó có màu đen 36 38 40 42 màu đẹp ơi. Màu đen ba tuổi đẹp ơi. Màu đen 36 38 40 42, màu xám 36 38 40 42. Đó, thấy chưa? Màu xám 36 38 40 42 và màu nâu 36 38 40 42. Mấy chị ưng thì lên giùm em cái màu kèm cái size nha, cái màu kèm cái size ghi rõ giùm em ạ. À. Nha mấy chị nha. Áo em mặc là 145.000 một cái, từ 65 kg cho tới 73 kg nha mấy chị nha. 145.000, ren mỏng vip màu da 38 hai cái, ok chị. Áo chị mặc là 145.000 nha, áo chị mặc 145.000. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi chị nào lấy ren mỏng vip lên giùm em, ren mỏng vip nha mấy chị nha, số lượng có hạn mấy chị, ren mỏng vip nha. Rồi cho mấy chị nha. Có nha chị Cắn Lộc ơi. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Ren mỏng vip ghi giùm em nha. Ren mỏng, ren vip mỏng, da nâu 38, mặt không bị cuốn lên bên hông. Nhận kia kèm thêm một câu feedback nữa, trời ơi, thương mà ghê luôn, cảm ơn chị. Đúng rồi, nó không bao giờ là nó bị cuốn cái này nè. Cũng có nhiều người với lại nó bị chạy, bị tuột áo ngực nữa nha mấy chị nha. Nhưng mà loại này không có ha. Rồi với chị nha, ren mỏng vip, ok chị, 36, 3 cái đen, 36, 3 cái là sao đó. Kem ren hả, kem ren. Là chị Trần đó là kem là 36 cái, ô quên 3 cái, đen 3 cái đó nha 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 nha. Nha Nhung, ren kem đen. Em sửa comment cho chị nè. Kem đen, ô quên kem 36, size 36 3 cái rồi đen 36 3 cái, ghi ren mỏng vip vô đầy đủ cái mã hàng vô luôn. Rồi màu da màu nâu ok chị luôn. Rồi có. Rồi ok với chị này lại lên em ạ. À. Một áo thủy mặc hả? Rồi ok chị nè. Rồi mấy chị nha, không 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 có size to hơn, không có size to hơn. Rồi nha mấy chị nha, đen xanh ở đâu xanh xám thôi nha, cà rốt xám nha, không á mà không có 75 kg đâu Phụ Thảo ơi, 50 kg hả. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. À. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ha, ghi chị em là ren mỏng vip nha, màu màu đen 36 38 40 42, màu xám 36 38 40 42. Rồi màu da 36 38 40 42 và màu nâu 36 38 40 42. Rồi chị em nào lấy lên giùm em ha. Ren mỏng nha mấy chị nha, ren mỏng ạ. À. Kèm màu kèm size nha mấy chị. Ren mỏng kèm màu kèm size giùm em ha. Còn nón em đội chị nào lấy nữa lên giùm em luôn, sẵn có đơn hàng mấy chị lụm luôn. Nón Adidas màu đen và màu kem nha mấy chị. Nón Adidas màu đen và màu kem này mấy chị, nó có hai màu. Đó, mấy chị thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Đen và kem. Em bán xem mấy chị 79.000 một chiếc. Nha mấy chị nha, đầu năm luôn. Mấy chị coi em này. Đó, đẹp lắm nha mấy chị nha, 79.000. Trời ơi, không ai bán cái nón về 79.000 đâu mấy chị, người ta có bán bèo lắm cũng 145.000 nha mấy chị nha. Em bán mấy chị 79.000. Chị em nào lấy thì ghi giùm chị em là nón Adidas ha. Nón Adidas kèm màu nha mấy chị nha. Nón Adidas kèm màu ha. Rồi nha mấy chị, em qua cái mã khác cho mấy chị luôn. Gì cà rốt hả? Mứa ký mặc vừa không em? Áo á chị, áo là nó tùy thuộc vô cái form form ngực á. Cái form ngực á chị, mà bình thường á thì cũng có nhiều chị 70 kg mặc 38, nhưng mà có nhiều chị 70 kg thì mặc size 40, nói chung là tùy cái form ngực á. Có chị thì ngực to, có chị thì ngực nhỏ, có nhiều chị là cái bẹ hai này bự thì buộc mình phải lấy size to á chị ơi. Nói chung là không 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 biết được, cái này là bình thường chị mặc size bao nhiêu chị lấy đúng size giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ha. Ren mỏng vip nha mấy chị nha. Ren mỏng vip kèm màu kèm size, ren mỏng vip kèm màu kèm size giùm em. Xem mấy chị có 79, à quên có 99.000 à. À quần lót này mọi người. Bữa nay quần lót nữa này.
Quần lót mày nha mấy chị nha, nhận feedback hơi bị đỉnh luôn á mọi người. Và em đang mặc luôn, em mặc bầu á mấy chị. Mà mấy chị biết em thích nhất là gì không? Là cái đáy kháng khuẩn của nó này. Cái đáy kháng khuẩn nó cực kỳ sướng nha. Nó không có giống như nhiều loại khác. Mấy chị mặc cái đáy kháng khuẩn nó cứ, ví dụ nhiều khi mình cái ra dịch dơ mấy chị, nó cứ nằm trơ trơ trên mặt nha. Không không, tại vì em có bầu nó hay mấy chị, nó hay đẩy dịch ra mấy chị à. Mà mấy chị biết không, những cái khác á mấy chị mặc nó không có hút được cái dịch dơ như cái thằng của hãng Sisto luôn nè. Mấy chị coi em nè, hàng của hãng Sisto chính hãng nha mấy chị nha, phát hiện hàng giả em đền gấp 10 lần cho mấy chị. Đây mấy chị coi em nè, mấy chị coi em nè, Sisto nha mấy chị nha. Em bán với chị toàn là hàng thương hiệu thôi nha mấy chị, hàng của hãng thôi nha mấy chị nha. Đây mấy chị coi em nè, quần lót của Thái mặc cực kỳ sướng luôn nha mấy chị nha. Quần lót của Thái mặc cực kỳ sướng luôn. Size của nó bây giờ bữa nay nó chỉ còn size là từ 57 kg cho tới 65 kg thôi nha mấy chị, nhỏ hơn không có size nha mấy chị nha. Không cho chọn màu. Thứ nhất á, là em nói mấy chị nè, quần này á, thì bình thường 55 ngàn một cái, quần của hãng chứ không phải quần như quần thường đâu mấy chị. Mặc vô mà mấy chị không ghiền em cho mấy chị trả hàng. Bầu của mấy chị là mặc quần rất là khó chịu, mình mặc mà nó không thoải mái hoặc nó bị cứng hoặc là nó không rút mồ hôi hoặc là cái kiểu như là nó cái đấy nó không có ok mấy chị, mình mặc nó rất là bực bội trong người. Nhưng mà cái dòng này nha mấy chị nha, mặc sướng lắm. Em họ hồi bữa hổm nó còn mấy chị cái nào mà mấy chị xả ra cái em lấy lại hết, em để dành em mặc đó mấy chị. Em lấy một lần 40 mấy cái luôn á mấy chị, để dành nó mặc thay đổi mặc. Mà mấy chị coi em này của hãng này nha, một cái 50 ngàn. Bây giờ em sale cho mấy chị nè, bình thường á là em sale cho mấy chị 10 cái là 350 đúng không, 10 cái là 350. Bữa nay em sale cho mấy chị nè 10 cái còn 290, hoặc em bán cho mấy chị tách cho những chị nào mà từ 5 cái trở lên là 29 ngàn một cái nha mấy chị nha. Chị em là lấy lên giùm em ạ. À, không cho chọn màu nha mọi người, không cho chọn màu ha. Một cái 29 ngàn, bán ít nhất từ 5 cái trở lên. Bình thường á mấy chị là em phải bán từ 10 cái tới 5 cái không chốt đâu, tại vì nó ít quá mất công bán á mấy chị. À, quần này giặt máy không tưa không xù lông cục, đúng 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 đúng, không 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 có tưa không có xù lông đâu nha mấy chị nha. Mặc thử đi, xuống lắm mấy chị, mặc ngon lắm. Để bà coi cái đáy kháng khuẩn của nó này, đỉnh chưa? À, có cái đáy kháng khuẩn của nó này, không được chọn màu nha, không được chọn màu, không 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 được chọn màu nha. Đó mấy chị coi cái đáy kháng khuẩn của nó này, đáy kháng khuẩn của nó đỉnh lắm. Mà mấy chị giặt nó nhiều khi mấy chị vò vò một phát là ra liền, vò một phát là ra đường, là rất là dễ ra chứ không phải có nhiều loại hỏi là mấy chị bị dính dịch dơ hay này kia, mấy chị vò rất là cực. Nhưng mà không, cái loại này mấy chị vò là nó ra sạch sẽ lắm, tại vì cái đáy của nó làm đỉnh lắm mấy chị đó, mới gọi là hàng của hãng nha mấy chị nha. Rồi chị em nào lấy làm em ạ. À, em bán từ 5 cái trở lên giá 29 ngàn một cái nha mấy chị, 29 ngàn một cái. Chị nào lấy bao nhiêu cái lên giùm em nha. Đó nha mấy chị nha, không cho chọn màu giùm em nha mấy chị, không cho chọn màu ha. Chị em nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha, ghi chị em là quần lót ha. Quần lót của hãng á mấy chị. Bán từ 5 cái trở lên nha mấy chị nha. Chị em nào lấy thì lên giùm em ạ. À, quần lót nha mấy chị nha. Mặc ngon lắm mấy chị ơi thiệt. Mấy chị mà hơi khó tính chút xíu mấy chị mặc cái dòng này mấy chị thích lắm. Mấy chị mà hơi khó tính đó mấy chị, cái kiểu như mặc là nó phải thoải mái, nó dễ chịu, hoặc là nó không bị gò, hoặc là cái đáy nó thoải mái, nó hút mồ hôi đồ nọ, mấy chị là mấy chị rất là ghiền ha. Bình thường em bán mấy chị 50 ngàn một cái, bữa nay xem mấy chị còn 29 ngàn một cái. Bán ít nhất từ 5 cái trở lên và không chốt dưới 5 cái nha mấy chị nha. Không chốt dưới 5 cái, từ 57 kg tới 65 kg, ghi cho em là quần lót Thái nha mấy chị. Quần lót Thái hàng chính hãng của Sisto Hot giùm chị em nha mấy chị nha. Từ 57 kg tới 65 kg em. Dưới 57 kg không vừa đâu. 57 kg cho tới 65 kg nha mấy chị nha. À, không không có rồi nha Tấn Lộc. Rồi chị nào lấy cái chị em là 5 quần lót kèm số ký luôn nha mọi người. Nhớ kèm số ký luôn, 57 kg cho tới 65 kg, 57 kg tới 65 kg giùm em ha. Từ 57 tới 65 nha mấy chị nha. Lấy bao nhiêu quần lên giùm em ạ. À, không chọn màu nha mọi người, không chọn màu ha. Nha mấy chị nha. Em không có chọn màu đâu, 2 4 6 7 màu, nó có 7 màu nhưng không cho chọn màu nha mọi người. Nó không cho chọn màu nha, mấy chị thông cảm giùm em. Có 29.000 cái mấy chị. Nó rẻ thiệt sự, nó rất là rẻ luôn á mọi người. Thực sự rất là rẻ luôn á nha mấy chị nha. Mà mấy chị mặc thử đi, mặc ghiền lắm thiệt. Cái loại này họ nói là hàng kiểu như là hàng quốc dân gì mấy chị, hàng thương hiệu á, hàng quốc dân, là hàng của nó là nó bán rất là chạy của Thái Lan á mọi người ha. 7 quần đủ màu hả? Rồi ok, lên số ký nha mọi người. Ủa nãy giờ mấy chị không có lên số ký á,
Lên cho em số ký nè, 5 quần, 6 quần, 7 quần, 8 quần, 10 quần gì đó. Tùy mấy chị, miễn sao 5 quần trở lên là em đều chốt hết. 75 kg không vừa đâu chứ ơi, tới 65 kg thôi, 75 kg không vừa ha. Từ 57 kg cho tới 65 kg bao vừa. Từ 57 kg tới 65 kg bao vừa. Còn lại không không, tăng hơn là em không bao được nha mấy chị nha. Tăng hơn em không bao được ha. Rồi nha mấy chị nha, coi này. Mấy chị thấy không? Đẹp lắm nha mấy chị nha. Nè mọi người, đó nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Mà em nói thiệt mấy chị nha, có 29.000 cái là rẻ lắm luôn. Bình thường tới 300 mấy. Bình thường mua 10 cái là 320 hay 350 ngàn 10 cái. Bữa nay còn có 200 209.000 10 cái à. Mua lần chục cái thì để dành thay hết những cái lô quần lót cũ. Vì sao mà có nhiều người ta hay kêu là mình phải thay quần lót cũ? Tại vì mấy chị nhiều khi mình ra cái dịch dơ, hoặc là nhiều khi mình có bị nấm ngứa mấy chị, cái quần lót mặc lâu ngày quá cái đầu nó dễ bị viêm á mấy chị. Đó là lý do vì sao mà người ta hay khuyên mình là cứ 3 tháng là mình phải thay quần lót một lần đó, cứ 3 tháng mình phải thay quần lót một lần là vậy đó. Rồi như chị, hello Phương Nguyễn này. Rồi chị nào lấy lên em ha. Quần lót là từ 57 tới 63 kg nha mọi người nha. Chị nào lấy lên giùm em ha. 57 tới 63 kg nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị cái mã này. Cái mã này nha mấy chị nha. Đây là hàng best seller của Thái Lan. Ui chết cha. Chầm chầm ở bên em hỏi hỏi người ta thử coi. Hỏi 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 madam đã thử. Cái tủ sai không nhỉ? Họ đủ sai không? Họ đủ sai không? Liền nha. Rồi với chị nha. Quần mặc ngang rốn. Chị nói chung là cỡ tầm đây, ví dụ cái rốn ở đây ha, chị mặc tầm cỡ tầm này. Chứ không có là trên rốn hoặc ngang rốn nha, cỡ tầm này. Đó, nha. Chứ không có trên rốn hoặc ngang rốn nha. À, chị thêm 2 3 8 nữa nghe, đen xám. Ok, chị đổi Diệu Linh nè. 10 quần. Không có 10 màu đâu. Không có 10 màu nha Yến Linh Thị ơi, nó có 7 màu thôi chị. Nè 7 màu à, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do em mới qua cho nên nó có đủ hàng á. Mà em bảo đảm chị nha, qua tới chuyến sau đi, chị muốn đủ màu cũng không có. Cao lắm là tới 5 màu thôi. Bữa nay em mới qua hàng, nó mới ra nè. Em vừa lúc em chụp được luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa 6 màu hả? 6 màu hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 màu. Em vừa mới qua nó có vừa đủ được 7 màu. Đây là full màu. Cái này là bảng màu full của nó. Nhưng mà bình thường mấy chị là chỉ có được 5 màu thôi. Nếu như mà nhiều lắm là được 5 màu. Bữa nay được 7 màu nha mấy chị nha. Chứ bình thường nó chỉ được 5 màu mấy chị. Muốn hơn cũng không có nữa. Rồi nha mấy chị nha. Em lên nha. Rồi không chị ơi. 2X nha chị Thúy Phượng nha. Rồi chị nào lại lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị. Đây nha mấy chị nha. Nè mấy chị coi giùm em này. Đó. Mút nè mấy chị. Mút này. Đẹp không? Cái này á, là cái phiên bản đặc biệt của hãng Sisterhood. Phiên bản đặc biệt của hãng Sisterhood. Chị ơi quần lót bữa nay có 29.000 cái chị. Nhưng mà em bán từ 5 cái trở lên. Nhưng mà nó có 7 màu. Đó, chị muốn lấy bao nhiêu quần thì lên giùm em ha. Đẹp lắm chị ơi. Đẹp lắm. Thiệt. Em nói thiệt với chị luôn. Chị nào không tin em mua thử 5 cái cũng được. Ok rồi mấy chị, bữa sau mấy chị mua thêm em nha. Mấy chị coi cái đáy kháng khuẩn của nó này. Cái đáy kháng khuẩn của nó này mấy chị coi nè. Rất là ok là cái chỗ này nha. Từ đường kim mũi chỉ này mấy chị coi em nè. Thấy chưa? Cái thứ hai á là em thích cái loại này mấy chị biết vì sao không? Tại vì á là hồi lúc trước á nha mấy chị nha, mình mặc á thì mình thấy bình thường, nhưng mình những cái lúc mình có bầu á mấy chị, như bây giờ em hiện tại em đang có bầu á, nó rất là khó chịu và nó hay ra cái dịch đó mấy chị. Mà mấy chị biết không, chỉ cần em vò nhẹ như vậy thôi là nó ra sạch sỉ luôn. Nó ra sạch sỉ luôn chứ nó không có kiểu như là nó trầy trật như những cái mã quần lót khác, là nó sẽ khó ra những cái dịch dơ đó hơn. Cái thứ hai là mình mặc cực kỳ thoải mái luôn, mông to mông bự ha, mông to mông bự, bụng to bụng bự đồ gì là mấy chị mặc nó thoải mái lắm, nó không có bị gò và nó không có bị cứng. Cái thứ ba nữa mấy chị, mặc là nó hút mồ hôi cho mình. Đó là lý do vì sao mà em thích nha mấy chị nha. Và em cực kỳ thích trong những lúc mà em đang có bầu, tại vì hiện tại bây giờ em cực kỳ thích nó luôn mấy chị. Đó là lý do vì sao mà em thấy cái mã này nó ra hàng lại là em lại thích nó như vậy ha. Đây cho mấy chị nha. Đó 10 cái được à, quên 7 cái 7 màu nha. Chị Thu Thủy ơi, không có chọn màu được nha chị Thu Thủy nha. Phải có một cái màu đen rồi chị ơi, chứ không được không chọn màu nha. À, hello chị Nguyệt Minh nè.
Rồi nha mấy chị. À, khai trương Hồng Phát, cảm ơn chị Nguyễn Thêu nha, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi ok chị Đỗ Bơ, Đỗ Diệu Bình này. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị là cái hàng VIP nha mấy chị nha. Hàng này là hàng đắt tiền nhất trong tất cả các mã hàng của Sector. Không có quần lịch bụng em ơi, không có quần lịch bụng nha. Quần lịch bụng tạm thôi không có, chắc phải đợi chuyến sau rồi, chuyến này không có rồi, chị mới hỏi xong. Không có hàng. À, quần hở quần 29.000 một cái, bán ít nhất từ 5 cái trở lên như em, còn nếu mà mua một cái tới 4 cái là giá 20 quên giá 50.000 cái. Đây cho mấy chị nha. Rồi mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị nè. Đó, mới qua tới nơi mà cũng bị lẻ sai rồi thấy không mọi người. Này mấy chị coi giùm em nè, đó mấy chị coi nè, cái đệm của nó là dày 3 phân. Và em bao cho mấy chị chất lượng nè. Bao êm, mặt cứng em cho trả hàng, mặt đau ngực em cho trả hàng, mặt không thoải mái em cho trả hàng, mặt bị nóng bứ bít không rút mồ hôi em cho trả hàng, mặt lên ngực không đẹp cho trả hàng. Có nghĩa là nó cái vú mấy chị mặc lên mà nhìn không đẹp em cho mấy chị trả hàng. Mặt thoải mái nhất có thể luôn nha mấy chị nha. Và em bao cho mấy chị chất lượng từ 500 tới 700 ngàn trở lên. Nếu chất lượng thua 500 hoặc 700 ngàn cái áo vú mấy chị đang mặc trong người em cho mấy chị trả hàng luôn. Ok mấy chị, em bao hết tất tật luôn mấy chị. Đây là cái mã hàng VIP nhất và cũng là mã hàng đắt nhất của hãng nha mấy chị nha. Đây là tem thẻ đen, gọi là tem quyền lực ở mấy chị. Mã này á, là cái này nè mấy chị, nó có phủ lên của lớp gọi là nano kháng khuẩn nha mấy chị luôn. Và đặc biệt chống cũ và chống kiểu như chống cũ và chống hư áo á mấy chị. Ok lắm nha mọi người nha. Giá của nó là 480 ngàn một cái nha mấy chị nha, 480 ngàn. Hôm nay chuyến đi Thái đầu năm, em sale cho mấy chị còn cái giá này, em sale cho mấy chị còn cái giá là 100, trời ơi thiệt luôn, đứt gân đoạn ruột của mấy chị, 127 nghe, u thiệt luôn mấy chị ơi, 127 ngàn một cái áo vú, chị em nào lấy lên đơn, hồi ôi mấy chị 127 ngàn, trời ơi mấy chị cầm cái áo vú lên mà không ghiền là không lấy tiền luôn nha mấy chị nha, 127 ngàn quá sức rẻ luôn á mọi người. Mã này em có size này mọi người, mã này em có size này, 30, 32, 30, à không, 34 và 36. Lên giùm em là nano nha mấy chị nha, nano màu da, size 34 và 36 thôi nha mấy chị nha. Mã này em bao chất lượng cho mấy chị hết tất cả luôn, em bao vừa bao chất, vừa bao đẹp, vừa bao phơm, vừa bao êm, bao thoải mái, bao đổ mồ hôi, rút mồ hôi hết. Nói chung em bao hết tất cả luôn. Và đặc biệt nha mấy chị nha, bao mặc lên cái ngực đẹp. Mặc lên cái ngực mà không đẹp em cho mấy chị trả hàng. Em cam kết luôn nha, bởi vì cái mã này là cái mã nó quá xuất sắc rồi, cái mã nó là mã đắt tiền nhất rồi mấy chị, cái mã này là cái mã VIP nhất rồi ha. Màu da 127 ngàn, có size 34 và 30, 36 dùm cho em. Rồi ha, còn màu đen thì chỉ có size 34 và 36, mấy chị mới qua luôn á mấy chị, mà hàng nó cũng bị lẻ size đó mọi người, người ta lấy dữ lắm. Cái mã này á mấy chị, tuy nó hơi đắt chút xíu, nó đắt là do người ta bán giá cao thôi mấy chị, chứ còn em á thì em vẫn bán với chị giá sale này ha. Không mấy chị mấy hôm thì cũng sale 150, nhưng mà bữa nay đầu năm em sale mấy chị 127 ngàn. Màu đen có size 30, 34, ô quên 32 và 36 thôi. Đó. Màu hồng em có size 32 và 36 ha. Rồi, màu màu đỏ em có size 32, 34, 36, đẹp quá rồi. Thấy không? Rồi, màu nâu em có size 32, 34, 36, 127 ngàn nha mấy chị nha. Cái đệm của nó này mấy chị sờ vô mà không êm hơn cái da mặt em cho mấy chị trả hàng nha. Đó, mấy chị coi giùm em nè. Màu nâu em có size 32, 34, 36, chị nào lấy nâu lên nâu giùm em ha. Chị nào lấy nâu lên nâu giùm em ạ. À. Màu nâu size 32, 34, 36, gửi chị em nano kèm màu kèm size 127 ngàn, vừa bao giá vừa bao chất luôn và vừa bao phơm đẹp luôn, vừa bao thoải mái luôn, vừa bao chất lượng mấy chị từ 500 tới 700 ngàn trở lên, chất lượng thua em cho mấy chị trả hàng. À, màu nâu em có size 32 34 36 này. Màu đỏ em có size 32 34 36 này. Màu da em có size 34 và 36 thôi. Rồi màu hồng em có size 32 và 36, màu đen em có size 32 và 36. Nói chung size 36 là đủ màu. Nhưng mấy chị game size 36 hiện tại là đang có đủ ha. Nhưng mà 34 là màu hồng với màu đen là hết rồi này. 34 màu hồng và màu đen là hết rồi này. Còn 32 là đủ luôn. Ồ, 32 là chỉ có màu da là không có thôi, còn lại là đủ nha. Nano hai cái màu da 36 ok chị, màu hồng ok chị luôn, màu nâu 34 ok chị luôn, màu nâu 34 ok chị luôn, màu da 36, ngực mặt tôn đẹp lắm đúng không? Cảm ơn chị Thu Trần nhiều. Thử đi mấy chị.
Không, mã này không có 42 đâu chị ơi. Cái mã này không có 42. Mã này mà có 42 hả? Em làm trùm luôn. Em làm trùm luôn á chị. Thiệt luôn á. Cái mã này mà chỉ cần cái size tới size 38 thôi á là đã kinh khủng rồi. Tại vì nó không có size mấy chị. Mã nó chỉ có như vậy thôi. Nano không có không không kèm size nha chị ơi. Không có bán theo số ký đâu. Nano màu đỏ 34. À ok Phương Thảo, thử đi em, chị nói thiệt á. Chị nói thiệt luôn á, cái mã này mà em nói thiệt nha mấy chị nha, cho dù cái bà nào mà tôi nói sang chảnh tới mấy luôn, cái bà nào mà xài hàng họ 500 700 cái triệu bạc cái áo vú, nếu như mấy chị mà mặc cái này mà mấy chị nói là thua cái áo vú mấy chị đang mặc 500 hoặc 700 ngàn, em cho mấy chị trả hàng. Áo vú mấy chị mua 500 700 1 triệu mấy chị giặt hở mấy chị phải khúm núm nó hở mấy chị phải 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 phải, 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 phải giặt phải nâng niu nó hở. Còn em nha mấy chị nha, em cho mấy chị vò luôn, bỏ vô mấy giặt quay thoải mái cho em, không có bị bể phơm nha mấy chị nha, không bị bể phơm áo vú giùm cho em, kể cả mấy chị giặt mấy giặt nha mấy chị. Đây là cái điểm mà em nói thiệt cực kỳ thích nó luôn. Nói chung mặc cái áo vú mà 2 năm trời mấy chị chưa muốn nhả nó ra, là bởi vì nó mặc còn được, còn đẹp, còn ok, còn còn quá tuyệt vời thì mấy chị cần gì mấy chị phải giục nó đi. Nhưng mấy chị mà còn áo vú mấy chị mặc đợi đi, cỡ tầm 3 tháng trở lên bắt đầu nó cũ rồi đúng không? Cũ rồi đúng không? Nhưng mà riêng cái này nha, mặc 2 năm trời áo vú mấy chị chỉ cũ 1 đến 2% thôi. Nhưng mấy chị còn lại như mới vậy á, bởi vì nhờ cái lớp nano gọi là kháng khuẩn đó mấy chị, và nó làm chống cũ cái áo ha. Cho nên là chị em nào có lấy thì lên giùm em ha. Màu đỏ size 32 34 36 này. Đúng rồi, màu nâu size 32 34 36 có 127 ngàn thôi nha. Màu đen chỉ có size 34, màu đen chỉ có size 32 và 36 thôi. Màu hồng chỉ có size 32 và 36. Màu da em có size 34 và 36. Có quần chip như chị nha, đợi em xíu. Nano đỏ ok với chị, màu da gửi chị em là nano nha mấy chị nha. Kẹo ngậm ha, kẹo ngậm ha thì em vẫn xem 15 ngàn một hũ cho mấy chị luôn á. Nano đợi em xíu nha, Nguyễn Nga lên size nha. Nguyễn Nga Nguyễn lên size giùm em. Đúng rồi chị, 32 là bé nhất nha, 32 là bé nhất. Nhưng mà chị ơi, chị 50 kg có bèo gì cũng phải lấy 34 chứ. Em mấy hôm em 50 52 kg là em mặc 36 không luôn á. Chị gì bà định. Ôi, bà 50 kg có bèo bèo nhiều thì bạn phải mặc size 34, đó là nhỏ nhất rồi, có nghĩa là ngực nhỏ nhất rồi. Nha mấy chị nha, chứ còn mà 32 ấy thì cái ngực mà dạng như là em bé mới nhú á. Đây mấy chị nha, áo ngực size lớn không? Mã khác thì có nhưng mã này không có nha Thu Nguyễn. Rồi, màu da có size 34 36 này. Trời ơi, hàng VIP nha. Nano màu da 34 36 này. Nano màu hồng 34 36. Nano màu hồng 32 và 36. Ủ tóc tím chị lên đơn đi chị, ủ tóc tím chị lên đơn đi, rồi em chốt cho nha chị nha. Em vừa mới qua Thái luôn. Nói chung là nay mai gì em ra ấy rồi em lấy cho nha chị nha, chị cứ lên đơn đi. Hai chị. Rồi nano màu đen em có size 36, 32 và 36 luôn. Bốn hũ kẹo ngậm hai và ok chị. Màu nâu 32 34 36, màu đỏ đô 32 34 36 ha. Đỏ đô 32 34 36 này. Rồi, màu da thì 34 36 đó. Nha mấy chị, nano mua của nhà Thủy mặc rất đỉnh. Trời ơi bắn tim thu lê. Thiệt sự, em nói thiệt mấy chị luôn á, mặc sướng lắm, mặc cực kỳ đã luôn. Nha mấy chị, mà em mua vô cái giá hở mấy chị nghĩ đi, thiệt sự luôn mấy chị, áo vú này cầu cái em lời được 5 tới 7 ngàn nha mấy chị nha. Hồi mấy bữa thì có sao nó vậy em lời được 10 ngàn, mà bữa nay bạc nó tăng lắm mấy chị. Thiệt mà bạn tăng lắm, đáng lý cái này em phải bán lên giá 100 năm mấy ngàn mới được. Mà em xem mấy chị có 127 ngàn cho chuyến đi Thái đầu năm nè. Cho nên em bán rẻ quá. Đen không có 34 rồi nha chị Nguyễn nha. Đen 34 giờ em có màu da này, màu đỏ và màu nâu thôi nha chị Nguyễn nha. Nè, màu da có nè, màu nâu có nè, màu đỏ có 34, còn lại màu đen không có 34 nha Nguyễn nghe ơi. Màu đỏ có size là 32 34 36, màu nâu có size 32 34 36, màu da có 34 và 36 thôi. Ha, còn màu hồng 32 và 36, màu đen 32 và 36. Da đỏ ok chị nè. Rồi nano da ok chị nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy thì lên giùm em ạ. Nano kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Nano kìm màu kìm size, bữa nay có 127 ngàn rồi, chế nào ân ủng hộ em ha. Nha mấy chị nha, chuyến đi Thái đầu năm nha mấy chị nha, chị nào ân ủng hộ em ha. Mà em cứ qua Thái là em sẽ like mấy cái mã hàng này trước, tại vì họ nó hay nhanh hết hàng ấy. Áo ngực nhà Thủy mặc ok lắm mọi người ơi, mua đi, trời ơi thương quá, cảm ơn Tuyền Cao Vân nhiều. Lệ Xuân thấy mới này em mới lên áo vú, chị thấy rồi. Vậy cho màu da, rồi vậy là Nguyễn Nga sửa lại màu đen lấy lại thành màu da nha. Rồi,
Màu màu em đọc là một lần nữa nha. Màu đen 32 và 36, màu hồng 32 và 36. Màu 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 nâu 32 34 36. Màu đỏ đô 32 34 36. Màu da 32 34 à bên màu da là 34 36 thôi. Chỉ có giá là 127.000. Nhưng mấy chị 127.000 thôi nha mọi người nha. Quần à, quần đây nha chị ơi, quần nè. Quần đây ạ. À. Quần này á là nè, năm em không cho chọn màu nha, em nói nãy giờ rồi ấy mấy chị, quần không cho chọn màu nha. Quần ba gì bình thường là 350.000 10 cái ha, 350.000 10 cái. Bữa nay em sale cho mấy chị còn có giá là 290.000 10 cái. Nhưng mấy chị có nghĩa là 29.000 một cái đó mấy chị. Của hãng Sisto Hot luôn. Nha mọi người nha, của hãng Sisto Hot luôn. Chị nào lấy thì ghi cho em quần từ 57 kg tới 65 kg thôi nha mọi người nha, 57 kg tới 65 kg thôi. Đó, nha mấy chị, 57 kg tới 65 kg giùm cho em ha. Nha mọi người nha. 29.000 một quần, nhưng mà em bán ít nhất từ 5 quần trở lên nha. Nó có 7 màu, các chị nào ưng á thì ghi cho em luôn là 7 quần 7 màu kèm số ký ha. Ghi cho em là quần lót thái nha mấy chị, quần lót thái giùm em ạ. À. Mặc ngon lắm nha mấy chị nha, mặc sướng lắm, mặc đã lắm, mặc thoải mái lắm nha mấy chị. Và đặc biệt cái đáy kháng khuẩn cực kỳ tốt luôn nha mọi người nha. Rồi chị em nào lấy thì lên đơn ha. Trời ơi, quần đã lắm, nói chung cái quần này là chỉ sợ không có hàng nữa mình mua thôi nha mấy chị. Chứ còn mà có hàng nữa mình mua là rất là ok nha mọi người. Chị em nào lấy quần lên quần giùm cho em ha. Chị em nào lấy quần lên quần giùm cho em ạ. À. Mới nãy mấy chị hỏi em à là size to đúng không? Dạ em like rồi, em like nãy rồi, thôi đợi chút xíu đi chị. Em mới like xong luôn á. Bây giờ em lên cho mấy chị cái mã này. Cái mã này này. Nó có đệm mỏng một chút xíu. Đây ha. Này mấy chị, đệm mỏng chút xíu để làm gì? Để đẩy cái form ngực mấy chị lên. Đó. Nó múc có một cái đệm nhẹ đây. Này một phần thôi. Một phần nha mấy chị nha. Đây, mã mới, mấy chị biết mấy hôm em thấy người ta bán bao nhiêu không? Toàn là ba trăm mấy gần 400 bạc một cái mấy chị. Cho nên em không có gom. Bữa nay em gom cho mấy chị nha, đang sale này mấy chị. Ghi cho em là ren một phân đi nha. Ren một phân này mấy chị. Các size 36, 38, 40, 42. Mã này nha mấy chị nha, gần ba trăm mấy gần 400 bạc một cái mấy chị. Bữa nay em sale mấy chị 115.000 bao giá cho những ai đi Thái xách tay về luôn và phải chuẩn hàng của Thái giùm cho em, coi giùm em nè. Đó, gửi cho em ren một phân. Nha mấy chị nè, nó ngang đây thôi mấy chị nè, có một điểm nhỏ đây thôi. Để làm gì? Cái ngực chị nào mà bị xề nó sẽ đẩy lên cho mấy chị luôn ha. Và đặc biệt nha mấy chị nha. Trời ơi, sướng lắm, mấy bữa mấy chị em nhá hàng mấy chị mấy đợt em đi Thái rồi đúng không? Em đó em đang đợi cái mã này mà nó sale cái là em hốt cho mấy chị liền. Bữa nay sale nha mấy chị nha, từ họ ba trăm mấy bạc một cái bây giờ còn 115.000, chị nào lấy lên giùm em. Đẹp quá trời luôn, mấy chị thấy chưa? Ghi cho em là ren một phân nha. Ren một phân màu hồng 36 38 40 42. Ren một phân màu đen, ôi chú cha mẹ ơi nó đẹp. Ren một phân màu đen nha, 36 38 40 42. Đó. Ren một phân màu xám 36 38 40. Trời ơi mấy chị ơi coi đây. Ren một phân màu xám 36 38 40 42. Trời ơi có màu đỏ rồi nha mấy chị. Ren một ui đẹp quá. Ren một phân màu đỏ 36 38 40 42 115.000 luôn. Ren một phân màu da, ui chú che mẹ ơi đẹp quá. Màu da 36 38 40 42. Mấy hôm á em đi em cứ sờ nó miết à mà không có thấy người ta sale cho nên em không có mua được. Rồi ren một phân màu xanh 36 38 40 42 má ơi đẹp quá. Gửi cho em là ren một phân kèm màu kèm size lên giùm cho em nha. 36 38 40 42 coi giùm em nè. Này cái đệm ngày này nó mấy chị nó chỉ có một phân thôi, cái nhỏ lắm, nhỏ lắm để làm gì? Cái ngực của mình là mấy chị, có nhiều chị ngực to nhưng mà bị xệ ha, hay là có nhiều người có ngực nhưng mà bị xệ, hoặc là có nhiều chị mấy chị, trời ơi em nói thiệt mấy chị nha, nói ra không phải gì nhưng mà một đùm da ngang ở đây nè. Mấy chị mặc cái này nó cũng đẩy được cái form ngực mấy chị lên và nó không có bị xệ đó mấy chị ha. Ren một phân kèm màu kèm size nha. Rồi ok chị nè, ren một phân thử đi mấy chị, thử đi. Này có một phân thôi, nè mấy chị coi em có 115.000 à nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Ren một phân màu xanh, bữa nay cái màu này quá trời quá đất cái màu luôn.
Thiệt sự đẹp quá trời luôn mọi người. Ren một phân màu xanh 36 38 40 42. Ren một phân màu da 36 38 40 42. Ren một màu đỏ này mấy chị chốt được luôn á. Trời ơi, màu đỏ 36 38 40 42, ren một phân nha, màu đỏ 36 38 40 42. Ren một phân màu xám 36 38 40 42. Đẹp đẹp quá. Ren một phân màu đen 36 38 40 42. Chị nào lấy ren một phân lên giùm em ren một phân. Trời ơi, thấy không mấy chị? Đó, nên mấy chị nha, chờ nó hoài luôn á, chờ gì mà hơn nửa năm rồi nay nó mới sale á. Em thấy nó từ nửa năm trước à, nó mới ra mấy chị à, cho nên là nó chưa có sale đâu. Rồi từ từ mình cũng phải canh nó từ từ vậy mấy chị. Rồi ren một phân màu hồng 36 38 40 42. Đó, có 115 ngàn thôi mấy chị, coi giùm em này, thấy không? Có cái đệm đó này. Sướng chưa? Nha mấy chị nào lại lên giùm em ạ, à. Ren một phân kèm màu kèm size nha. Ren một phân màu hồng 36 38 40 42. Bản to cúc nhiều luôn. Mấy chị theo, bản to cúc nhiều luôn. Ren một phân màu hồng 36 38 40 42. Ren một phân màu da 36 38 40 42. Rồi, ren một phân màu đen 36 38 40 42. Ren một phân màu xám 36 38 40 42. Ren một phân màu đỏ. Đấy. Này mấy chị màu đỏ nữa này. Ui đẹp quá. Màu đỏ 36 38 40 42. Đó. Ren một phân màu xanh 36 38 40 42. Đẹp quá mấy chị ơi, không còn gì để chê luôn á. Cái mã này quá xuất sắc luôn nha mọi người. Mã này quá xuất sắc luôn á mấy chị ơi. Có một phân thôi nha mấy chị nha, cho nên là cực kỳ thích hợp cho những chị nào mà thích có miếng đệm một chút xíu và không có thích dày quá, cũng không thích mỏng nha mấy chị nha. Có nghĩa là đệm một chút xíu ở dưới cái chân á, để cho nó đẩy cái phông ngực mấy chị lên á ha. Chị nào lấy lên giùm em, có 115 ngàn thôi nha mấy chị nha. Rẻ quá trời rẻ luôn á. 115 ngàn thôi nha mấy chị nha. Ren một phân màu màu xanh 36 38 40 42. Ren một phân màu đỏ 36 38 40 42. Ren một phân màu xám 36 38 40 42. Ren một phân màu đen 36 38 40 42. Ren một phân màu da 36 38 40 42. Ren một phân màu hồng 36 38 40 42. Nhìn mấy chị nha, không có nha Cẩm Hào ơi. Rồi nhìn mấy chị nha. Rồi nhìn mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ à? Ha, chị nào lại lên giùm em nha mấy chị nha. Bữa nay sale cái mã này chỉ có 115 ngàn à. Mã này mấy bữa tới 300 mấy, gần 400 bạc một cái luôn á. Mày xăm xôi thôi chứ đâu có mua. Tại vì á mấy chị biết vì sao không? Nó đang sale cao quá và nó mới ra sau này nè mấy chị, cho nên là em không có lấy. Mà bữa nay nó sale còn có 115 ngàn à. Em hốt cho mấy chị luôn ha, em hốt cho mấy chị luôn nha. Ghi rõ giùm em là ren một phân nha mấy chị nha. Trời ơi đẹp lắm mọi người. Đó, mà bên đây nó có đủ màu nữa cho nó sướng không? Màu hồng 36 38 40 42, màu da 36 38 40 42, màu đen 36 38 40 42, màu xám 36 38 40 42, màu đỏ 36 38 40 42, màu xanh 36 38 40 42. Trời ơi có 115.000 mấy chị. 115.000 nha mấy chị nha. 115.000, chị nào lấy lên đơn giùm em. 115.000, chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. Có 115.000 mấy chị ơi. Quá sức rẻ cho một cái áo vú luôn. Rồi nha mấy chị nào lấy em ạ. Kiểm cái này nha. Hai đang kiểm này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, ren một phân đẹp quá mấy chị, thiệt luôn. Bữa nay em phá hai cái màu này. Hai cái màu này nè mấy chị coi này, một cái màu xanh mà xanh đậm nha mấy chị nha, xanh đậm đẹp lắm chứ không phải là nè, thấy chưa? Xanh đậm nè, thấy chưa? Cầm cái áo vú lên rất là sang luôn mọi người, thấy không? Đó, thấy chưa? Quá đẹp luôn. Rồi còn cái màu đỏ nữa nè, quyền chưa? Đó, mấy chị thấy chưa? Mà có 115 ngàn à. Trời ơi, em ơi, ngực em to cỡ nào, ngực em lớn cỡ nào, chị bao hết nha. Nè, nè, em coi nè, một phân này nó nằm ở dưới cái chân này em, nó dưới cái chân này. Chứ không phải là nó nằm ở phía trên này, hoặc là nó độn cao quá. Cái này hả, nè em có chút xíu xíu luôn, sợ còn chưa tới được một phân nữa. Ha, à, cái kiểu như cái đệm này đệm nhẹ để cho nó đẩy, có nghĩa là nó không có bị xề cái ngực của mình xuống ấy. Chứ trời ơi cái loại này họ là dành cho những người mà ngực to ngực xệ chứ còn gì nữa. Nha mấy chị, rồi mấy chị nha. À, Trang Huyền lên màu kèm size nha chị ơi. Đặt hàng mấy chị lên màu kèm size giùm em nha. Đặt hàng lên màu kèm size giùm em ạ. À. Ren một phân Trang Huyền chưa có màu kèm size nha chị. Rồi nha mấy chị nha, mấy cái loại này dễ mặc lắm. Thiệt đẹp quá trời luôn mà có 115 ngàn. Chị nào lấy lên giùm em ha, của hãng Sector Hot luôn nha mấy chị nha. Đó, của hãng Sector Hot luôn nha mọi người, hàng thương hiệu nó luôn ha. Nè, mọi người coi em nè. Đó nha mấy chị nha, hàng của hãng Sector Hot luôn. Đó, nha mấy chị nha, đẹp quá trời luôn.
Rồi chị nào lấy ren một phân lên giùm chị em, ren một phân nha. Kèm màu kèm size giùm em, ren một phân kèm màu kèm size. Màu xanh 36 38 40 42. Màu hồng 36 38 40 42. Màu da 36 38 40 42. Rồi, màu đen 36 38 40 42. Màu đỏ 36 38 40 42. Rồi chị em nào lấy lên đơn giùm em nha. Ren kèm màu kèm size, ren kèm màu kèm size giùm em. Mấy chị ơi giúp giùm em một nút chia sẻ like với nha mọi người, giúp giùm em một nút chia sẻ like với nha mấy chị nha. Giúp giùm em một nút chia sẻ like với nha mấy chị cho nó có lượng tương tác giùm em với mấy chị ơi. Ha, giúp giùm em một nút chia sẻ like với nha mấy chị nha. Bữa nay tương tác cái gì mà yếu quá trời luôn á mọi người. Bữa nay tương tác gì mà thảm quá trời luôn. Ren một phân giùm em nha mấy chị nha. Nhớ ghi rõ ren một phân vô nha Nhung. Rồi chị nào lấy ghi giùm em ạ, ghi chữ ren một phân giùm em nha mọi người, ren một phân giùm em ha. Chia sẻ giùm em nha mọi người ơi, chia sẻ giùm em nha. Bữa nay họ sao mà tương tác nhưng mà thảm quá mấy chị ơi. Rồi này mấy chị, đây. Cây mắt kính này mấy chị, cây mắt kính ha, cây mắt kính giả cận giùm chị em nha. Cây mắt kính giả cận nó có màu đen này, đẹp không? Nha mấy chị nha, mắt kính giả cận nó có màu đen ha. Rồi, mắt kính giả cận nó có màu xám tây nha mấy chị nha. Đây, màu xám tây nè. Đó, có cái màu xám tây nè, quá trời luôn. Mấy chị thấy không? Cái màu xám tây nè mọi người ơi, đẹp quá trời luôn nha mấy chị nha. Cái màu xám tây nè. Đều có chống tia UV nha mấy chị nha. Cho nên là mấy chị đeo á, nó rất là ok luôn. Đó, sang không mọi người, nó sang không? Một cái cây mắt kính giả cận như vậy em xem mấy chị 79.000 gọng dẻo. Những ai mà hồi cuối năm mấy chị gom không được, mấy chị ủng hộ em lại đầu năm nha. Do cuối năm mấy chị gom trễ quá mấy chị à, cho nên là nó không có hàng. Nhưng mấy chị em lấy gì không có kịp á. Cho nên là năm nay giờ đầu năm em qua là em gom được cho mấy chị rồi. Chị em là lấy khi chị em là kính giả cận màu đen hoặc màu xám tây nha mấy chị nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Đen hoặc xám tây, hai một cây 79.000. Cái này đáng lý bán mấy chị chín mấy hoặc 100.000 mấy chị. Bây giờ em xem mấy chị còn 79.000 à. Ha, màu đen hoặc màu xanh này. Những chị nào mà hay ghiền mua cái mắt kính này rồi á. Nè mấy chị qua em nè. Mấy chị nào mà hay ghiền mua mắt kính này rồi thì mấy chị ủng hộ em ha. Có nhiều chị nó mua gì nhưng mà chưa gì hết là bạn bè đã lấy rồi, hoặc là con lấy hoặc là chồng lấy mấy chị, mang nhẹ lắm. Mình đi ban đêm hoặc là mình đi ngoài trời rồi mấy chị ok lắm nha mấy chị nha, mà nó nhẹ lắm, nó không có bị đau ngay chỗ sống mũi mình này. Có nhiều cái mắt kính nó nặng quá nó làm đau sống mũi của mình, nhưng mà cái loại này nó không có, nó nhẹ lắm nha mấy chị, nó nhẹ lắm và gọng dẻo giùm chị em ha. Rồi chị em nào lấy ghi giùm chị em ạ, mắt kính giả cận màu đen hoặc mắt kính giả cận màu xám tây. Chị nào ưng xám tây lên xám tây, chị nào ưng đen lên đen giùm em nha mấy chị nha. Cuối năm hết xám, kính đẹp, con chị thích lắm, lấy chị cây xám à. Ok chị nè, đẹp lắm nha mọi người, hồi cuối năm là không có hàng á. Cuối năm mấy chị gấp quá, cuối năm lộn xộn, quên lu bu đủ thứ chuyện hết. Em không có gom được, với lại họ nó có ít nữa mấy chị, xong rồi cái gì cái không đủ trả đơn. Cho nên là có một số đơn hàng của mấy chị là cuối năm em phải hủy á. Thì mấy chị có thể ủng hộ em lại đầu năm nha mọi người nha. Trang Huyền kính lên màu ạ. Kính giả cận lên màu giùm em nha chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên em ạ. Kính giả cận mấy chị lên màu nha. Mấy chị không lên màu là lấy hàng không đúng ý rồi la nữa. À, màu xám tay nha mấy chị, màu xám tay với lại màu đen ha. Em có hai màu. Màu xám tay với màu đen nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ha. Kính giả cận màu xám. Ok chị. Ân xám tay lấy xám tay mà ân đen lấy đen giùm em nha mấy chị nha. Rất là sang luôn nha mọi người, rất là sang luôn ha. Chị nào lấy màu nào lên giùm chị em màu đỏ ha. Lấy màu nào lên chị em màu đỏ. Cái này là mút dày 3 phân dạng cúp ngực này, cũng của hãng Sister Hot luôn. Đó, nãy giờ mấy chị thấy không, của Sister Hot nhiều lắm không mấy chị. Đây mấy chị, mà mấy chị đợi giùm em này, đặc biệt một điều nha, chỉ cần mà mấy chị mà biết mà mấy chị nhìn vô một phát là mấy chị biết liền luôn á. Nè, màu xám này, cái tim màu xám còn một cái nữa. Nha mấy chị nha. Trời ơi, hàng giả nhìn phát là em biết được liền luôn. Đây cho mấy chị kính giả cận màu xám tay ok mấy chị. Xám tay 79.000 màu đen. Của Mỹ 79.000. Ưng xám tay lấy xám tay, ưng đen lấy đen giùm em nha. Có nhiều tạp 79.000 rẻ. Rồi áo cúp ngực nha mấy chị nha, cúp ngực này, mút dày 5 phân. Cái này là nó đụng ngực để nó đẩy phông ngực đó mấy chị ha. Chị nào mà thích mặc ngực cao, ngực bự hoặc là mặc áo dòng mà cúp ngực đó mấy chị đã mặc đầm đùa mấy chị. Trời ơi. Hốt cái này nha. Yeah. Hốt cái này. Phải chị mặc hết rồi em ơi. Hốt cái này giùm cho em.
đẩy phân ngực lắm. Một cái như thế này nè là giá của nó là 280 xem với chị còn 99 nha. Chị nào lấy ghi dùm chị em là cúp ngực 99 nè. Màu da có size 34 và 36. Mặc êm lắm nha mọi người nha. Tất cả những cái sản phẩm em bán cho mấy chị nè của cái hãng nó, mấy chị em đều mấy chị mặc êm hết ha. Nè mấy chị, cái này á là 5 phân nha, 99 ngàn. Chị nào lấy thì ghi cho em là cúp ngực 5 phân 99 ngàn nè, màu da. Cúp ngực 5 phân màu hồng giá 99 ngàn luôn. Cúp ngực 5 phân màu đen giá 99 ngàn luôn. Chị nào ân lên giùm em một ân đen lấy đen nha. Ân hồng lấy hồng và ân da lấy da 99 ngàn. Nhà mấy chị 99 ngàn à. Hàng của hãng Sister Hot giùm chị em. Nhà mấy chị hàng của hãng Sister Hot giùm chị em ha. Cái thứ hai nữa này mấy chị là cái form này mặc đẹp lắm nha. Mấy chị nào mà mặc đầm á, mấy chị đợi đi, mấy chị mặc đầm á, mặc lên form đẹp lắm. Mặc đầm họ nó đẩy phông ngực mấy chị đẹp lắm, căng no tròn lắm mọi người ha, mà nó không có bị tuột hay là nó khó chịu gì hết nha mấy chị nha. Đó, mấy chị nào lấy thì lên giùm em ạ. Ghi cho em là cúp ngực 5 phân. Nha mấy chị, cúp ngực 5 phân kèm màu nha mấy chị nha. À, kèm màu, kèm size nha mấy chị. Màu da có size 34 và 36 này. Màu hồng em có size 34 và 36 này. Và màu đen em có size 34 và 36. Chị nào lấy lên đơn ha. 34 và 36 nha mấy chị nha. Nhiều lúc mấy chị biết sao không? Em mặc cái này á, hồi lúc em chưa có bầu nha mấy chị, chứ giờ có bầu là mặc không nổi đâu. Để mấy chị chưa có bầu á, cái xong mấy chị em mặc này, nhiều khi mình mặc đầm á mấy chị, chỗ nó đẩy phông ngực lên đẹp lắm. Mình mặc đầm á mấy chị, đẩy phông ngực hoặc mặc áo dài đồ đó mấy chị, hoặc là những cái form mà cái kiểu như là áo thun mà mấy chị cần khoe vào một ấy. Ôi vô mấy chị mặc lên đẹp lắm luôn nha mấy chị nha, rất là sexy luôn nha mọi người. Rồi chị nào lấy thì ghi cho em là cúp ngực 5 phân kèm màu kèm size. Màu đen 3436, màu hồng 3436, màu da 3436, chị em nào lên lên giùm em ha. Cúp ngực 5 phân kèm màu kèm size. Cúp ngực 5 phân kèm màu kèm size, lên đơn giùm em ha, 99 ngàn. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Xám hồng, xám thôi nha, xám tay thôi nha Yến Linh ơi. Kính giả cận ơi là nó là màu xám tay ha. Rồi mấy chị nha, màu hồng ok mấy chị, cúp ngực 5 phân màu hồng hoặc màu màu đen hoặc màu da nha mấy chị. Ghi chị em là cúp ngực 5 phân. Thiệt sự luôn mấy chị, mặc mà bị cứng bên trong mấy chị trả hàng, mặc thoải mái lắm, dễ chịu lắm nha mấy chị nha. Và cái kiểu như là nó không có kiểu như là nó không có cái kiểu như là nó dễ chịu lắm, nó thoải mái lắm mấy chị, mình mặc nó sướng lắm. Nó rất là ok luôn nha mọi người nha. Có 99 ngàn à. Rẻ quá trời. Rồi chị em nào lấy lên giùm chị em ha. Chị em nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Đây. Cúp ngực 5 phân, cúp ngực 5 phân giùm chị em ha. Đây mấy chị nha, cúp ngực 5 phân. Rồi em lên cho mấy chị cái mã best seller của Thái nha. Đây là hàng bì ná. Những ai mà xuyền order hàng Thái thì chắc không có lạ cái mã này rồi đúng không mọi người? Không còn lạ cái mã ngực bì ná này nữa. Ôi bữa nay nó sao ta ơi. Bữa nay tương tác gì mà bất ổn vậy mấy chị. Đây nha mấy chị nha. Chấm mày giùm em nha mọi người ơi. Bữa nay nó sao ta. Bữa nay nó sao á. Ôi, chấm mày giùm em nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị cái thằng bề ná cao cấp của Thái giùm chị em. Bề ná cao cấp của Thái nha mấy chị nha. Bề ná cao cấp của Thái này mấy chị, coi em này. Cái đệm đó nha mấy chị nha. Đệm đẹp lắm nha mọi người. À, đây là hàng bề ná cao cấp của Thái giùm chị em. Đây, màu da. Bề ná nha mấy chị nha, bề màu da này. Đây, đó, ha. Bản to. Và đặc biệt một điều nha. Mặc cái mã này mà mấy chị không ghiền ha. Không nhẹ cái vú cho mấy chị, em cho mấy chị trả hàng. Mặc cực kỳ nhẹ vú luôn. Nhẹ mà nó khỏe cái vú lắm nha mấy chị nha.
khỏe lắm nha mấy chị nha, khỏe cực kỳ luôn ấy. Cái này là bề nã cao cấp màu da, em có size là 34, 36, 38 ha. Không gọng giùm cho em nha mấy chị. Cái này là hàng cao cấp. Những chị nào mà xuyên order thằng Thái, mấy chị để ý cái tem của nó này, cái tem cam mà nó ghi chữ bề nã này, là mấy chị biết ha. 199 nghìn một cái, hai cái trở lên là còn 150 nghìn một cái. Nó xạo mất lọc luôn á. Nhưng mấy chị, những người người ta hay bán đó mấy chị ha. Hoặc là 160 ngàn một cái, có nghĩa là 100, 200, 250 ngàn một cái gì đó. Rồi còn mấy chị mua hai cái trở lên là còn 160 ngàn một cái. Nói chung là tùy người người ta họ bán, họ xách tay gì à. Nhưng mấy chị, cái này là mút mỏng không gọng, hàng bề ná của Thái Lan. Nhưng mấy chị nha, bề ná nha mấy chị nha. Một cái áo vú như thế này nè mấy chị, giá của nó là 380 bạc một cái. Nhưng mấy chị, 380 bạc. Hôm nay đầu năm em sale mấy chị lấy tương tác còn 99 ngàn. Ôi chu cha mẹ ơi, thiệt bán cái giá này em hết muốn luôn mấy chị. 99 ngàn nha mấy chị nha. Thôi trước mắt cái đầu like này trước mắt như vậy đi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Ghi giùm chị em là bề ná màu da 36, 38, 40, 42. À lộn, xin lỗi, 34, 36, 38, 99 ngàn. Like này thôi nha mấy chị nha. Không một chiến đi thải này thôi nha mấy chị nha. Thôi cái này là không thể được nữa rồi, tại vì bạch bữa nay nó tăng lên lần 10, 17, 19 giá rồi. Cho nên là không 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 giảm thêm được nữa nha mọi người nha, tại vì thiệt sự luôn mấy chị bán 99 ngàn, mấy chị thấy người ta bán 150 ngàn đi, em nói ví dụ 150 mấy chị mua hai cái 300 ngàn. Mấy chị mua hai cái của em á chưa được tới 200 ngàn. Mấy chị thấy mấy chị lời hết cả trăm ngàn so với của người ta rồi. Đó như mấy chị nha. Mà họ 100 ngàn đó là cái gì? Đó là tiền lời. Đó mấy chị thấy chưa, mà còn em á, em bán với chị mà cái kiểu như là sát giá luôn nha mọi người nha, sát giá em nhập sỉ luôn á, cho nên đôi khi á mà bạc nó tăng cái mình bị xính rính liền rồi mọi người. Đó, màu nâu em có size là 34, 36, 38 luôn, 99 ngàn. Màu hồng 34, 36, 38, 99 ngàn. Cái mã này là không gọng nha mấy chị nha, không gọng rồi, cho nên em bao hết tất tần tật luôn, em bao hết tất tần tật luôn. Mặt không thoải mái, không dễ chịu, không ok, không sướng, không phải cái vú, không nhẹ cái vú, bị chạy bị tuột áo ngực, em cho mấy chị trả hàng. Mà mấy chị ơi, 99 ngàn nha mọi người nha. Thôi một chuyến này thôi nha mấy chị nha, tại vì cái mã này mấy chị hỏi nhiều lắm. Với lại mấy chị đầu năm, quên, hồi năm ngoái là có mấy chị là cần size 36 nhưng mà không có hàng mấy chị. Bây giờ là nó đã có hàng lại rồi, cái chị nào lấy thì lên ha. Đây cho mấy chị nha. Màu hồng em có size 34, 36, 38, 99 ngàn. Quá đẹp luôn. Có cái màu hồng này mấy chị, 34, 36, 38, 99 ngàn ha. Rồi màu đen 34, 36, 38, 99 ngàn nha mấy chị nha. Màu đen 34, 36, 38, 99 ngàn. Chị nào lấy đen lên đen giùm em. Màu đen 34, 36, 38, 99 ngàn. Quá trời đẹp luôn. Màu xám 34, 36, 38, 99 ngàn. Màu xám 34, 36, 38, 99 ngàn. Và màu, ủa xin lỗi mấy chị, màu tím chứ, màu tím, cái này màu tím nha, 34, 36, 38, 99 ngàn. Và cái này là màu nâu 34, 36, 38, 99 ngàn. Không có 32 đâu, không có 32 nha mấy chị nha. Mã này mã đẹp siêu đỉnh luôn, mã đẹp cực kỳ ok luôn, mã đẹp của nó là mã này là coi như là quá tuyệt vời luôn rồi nha mấy chị nha. Mã này là mấy chị ơi, các bà nào mà tôi nói khó mà kiểu như khó, mà kiểu như là khó ơi là khó luôn á, mà mặc vô cái con này mà không ưng tôi cho mấy bà trả hàng thiệt sự luôn á nha mấy chị nha. Mặc đã lắm, nó sướng lắm, nó khỏe cái ngực lắm mấy chị. Rồi em mua áo này rồi, mặc đã lắm, giờ mua tiếp à vậy họ, cảm ơn em, thoải mái cực kỳ. Mà mấy chị nhớ đi, mấy chị đi xem giá những người ta đi, hàng chỉ cần chính hãng người ta xách tay gì á, không con nào bán dưới giá 150 đâu mấy chị nha, mấy chị nha. Tại vì cái mã này nó có, ví dụ như nó có giá thị trường sẵn rồi. Em mấy bữa em bán với chị là 125 ngàn một cái, bây giờ em xem với chị 99 ngàn là em cũng đã rất là sót rồi nha mấy chị nha. Cho nên là chị nào gọi mà không, một chuyến này thôi nha mấy chị, chuyến sau em không sale mã này nữa đâu, bởi vì có 99 ngàn à, rẻ lắm nha mấy chị nha. Em không không sale được cái chuyến sau nữa đâu nha mọi người nha. Cái chuyến này là chuyến đầu năm để em lấy cái kiểu như là em lấy cái lượng tương tác á mấy chị, mà hồi nãy giờ cái tương tác tôi không thấy, không biết nó nằm ngõ nào luôn mấy bà, không biết cái tương tác nó nằm ngõ nào luôn mấy bà ơi. Bữa nay nó sao á, bữa nay like nó sao, mới qua đầu năm mà like nó làm sao á, nó không ổn, không ok gì hết trơn ấy. Mấy chị cắm bài giùm em với, cho em xin một nút chia sẻ like với nha mấy chị nha. Không đau nhẹ, không mỏi vai, đã lắm. Nói chung mới họ là mấy chị mặc ghiền lắm mọi người. Cái mã này là mấy chị nào mà mua gì mấy chị mặc là đều thích hết nha mấy chị nha. Màu nâu, rồi nó có mấy màu này thôi nha mấy chị. Rồi đó, nó chỉ có mấy màu này thôi nha. Màu nâu là 34, 36, 38 ha. Màu tím 34, 36, 38 đấy, đẹp chưa.
màu xám 343638, màu đen 343638 ha. Rồi, màu hồng 343638. Gửi chị em bà bề nã nha, bề nã. Màu da 343638. Mấy chị ghi cho em là màu da nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Đây cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Màu da. Đó, màu da 343638 ha. Một chuyến cuối năm, quên lộn, một like đầu năm này thôi nha mọi người nha. Chứ cái này là không 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 đi lâu dài được nha mấy chị. Lâu dài kiểu này là chắc bán luôn shop luôn nha mấy chị. Màu da 343638 nè, màu hồng 343638 ha. Đẹp lắm. Mấy chị thấy không? Màu hồng 343638 mấy chị ghi giùm em chữ bìa nã nha. Màu đen 343638 ạ. Và màu màu xám 343638. Màu hồng 343638. Màu nâu, ố lộn, màu tím cho 343638. Và màu nâu 343638 ạ. Có 99.000 à, có 99.000 thôi. Bởi vậy cho nên mới nói là một chuyến thôi nha mấy chị nha. Chuyến nào về là chắc dịp tiệm luôn, khỏi bán nha mấy chị. Ui bạch bên đây tăng lắm mấy chị ơi. Bạch bên đây tăng lắm, áo vú nó không có tăng. Hàng hóa nó không có tăng. Mà chỉ có mỗi bạch nó tăng thôi mấy chị. Mà em nói thiệt nha, ví dụ như hàng nó tăng đi, nó tăng một mã này thôi, còn những cái mã khác nó không tăng thì mình còn dễ cho mấy chị nha. Thà tăng giá tiền của cái hàng còn hơn là tăng giá bạch. Bạch nó tăng là tất cả mấy chị mua cái quần què gì nó cũng đều tăng hết. Tại vì họ tiền nó đổi ra tiền bạch mình ở mấy chị nó đều cao hết. Còn họ là tiền hàng hàng tăng là ồ cái mã này tăng, cái mã kia đâu tăng. Thì cái mã này là mình bán tăng thôi, còn những cái mã khác mình bán giữ giá được. Nhưng mà đây bữa nay mới nghiệp từ này mấy chị, có nghĩa là bạch nó tăng một cái là tất tần tật những cái sản phẩm đều phải tăng giá. Tại vì nó cao nha mấy chị nha. Không có size 40 nha Hồ Mai ơi. Màu xanh, màu hồng, size 38. Nó là màu xám á chị. Màu nâu, 32, 34. Ô quên, màu nâu, em có size 34, 36, 38. Mấy chị ghi cho em là bề nã nha. Bề nã màu nâu. Bờ EB viền bề, bởi gì? Mấy chị ghi cho em bờ EB viền bề NNA sắc ná là được. Rồi, bề ná màu nâu 34, 36, 38. Màu tím 34, 36, 38. Đẹp quá trời. Màu xám 34, 36, 38. Màu đen 34, 36, 38. Màu hồng 34, 36, 38. Quá trời đẹp luôn. Màu da 34, 36, 38. 99 nghe. Trời ơi, hàng bề ná cao cấp mấy chị ơi. Bề ná cao cấp nha mấy chị nha, 99 nghe. Đây nha mấy chị nha, chị nào lại làm em ạ. Màu nâu nha mấy chị. Trời ơi. Chị nào lấy lên giùm em nha. Bề ná kèm màu kèm size, bề ná kèm màu kèm size. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Nhắm mấy chị, bề ná kèm màu kèm size giùm em, bề ná kèm màu kèm size. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Bề ná màu màu da 343638, bề ná màu hồng 343638, bề ná màu đen 343638, bề ná màu xám 343638, bề ná màu tím 343638, bề ná màu nâu 343638. Chị nào lấy bề ná lên giùm chị em bề ná nha. Đây nha mấy chị nha, bề ná rồi ok mấy chị nào lấy giùm em ạ. Bữa hôm qua hôm kia giờ mấy chị hỏi em cái son mà em đang xài này, mọi người. Nè mấy chị coi cây son em đang xài nè. Cây son em đang xài nè mấy chị, đây là cây son dành cho bầu. Nói chung là không phải dành cho bầu mà có nghĩa là người bầu người ta sử dụng được, em bé đang cho bú ta sử dụng được đó mấy chị. Cây son siêu đỉnh nha mấy chị nha. Mà mấy chị biết sao? Mấy chị biết sao không? Mình á, mình son mấy chị nó bám độ lì trên trên môi nó rất là ok hơn những dòng son khác mà em đã từng xài. Nha mấy chị. Cây em đang xài là cây đỏ cam nha mấy chị nha. Cây em đang xài là cây đỏ cam này mọi người. Cái màu đẹp xuất sắc luôn á mấy chị. Đây, cây đỏ cam này. Coi cái màu này mấy chị. Cái màu quá đẹp luôn. Cái màu cực kỳ mà mấy chị đổi em mà chỉ còn cái mặt em mà mặt mọc thôi nha mấy chị nha. Mà em quánh lên miếng son là tự động cái da mặt em nó trắng à. Cái màu này nó trắng lắm mấy chị. Cây son này là cây son của y tế nha mấy chị nha. Cây son này là cây son của y tế, có nghĩa là cây son này là làm trong công ty dược phẩm á mấy chị, là nó làm ra cây son này để bán cho những người mà kiểu như là chị bầu á mấy chị, bầu bí đồ người ta có thể sử dụng được. Còn mình không bầu không bí thì mình càng sử dụng càng tốt cho môi, là bởi vì mấy chị nó sẽ nó giúp cho mấy chị là không có bị khô và không có bị thâm. Nhưng mấy chị cái thứ hai nữa, mấy chị sử dụng son này lâu dài cái môi của mấy chị nó nhã thâm ra rất là nhiều.
Để ý giùm em đi, cây son này đã lắm nha mấy chị nha. Son này rất là ok luôn á mấy chị. Một cây son như thế này là 195 ngàn. Chị nào lấy thì ghi giùm cho em là son đỏ cam nha mấy chị nha. Son đỏ cam 195 ngàn. Mà nó có độ bám tốt lắm nha mấy chị. Hồi bữa giờ hỏi là cũng có nhiều chị hỏi em ở thử xài cái son gì mà nhìn cái màu nó đẹp. Mà mấy chị thấy không, cái da của em không hề đang xài gì nha mấy chị nha. Cái da em là bây giờ sáng em qua em nôn quá cho nên là em chưa có xài chống nắng luôn mấy chị. Nhưng mà chị cần mà em xài cái miếng son này lên là cái da nó trắng à. Nhưng mấy chị mà cái màu này công nhận luôn mấy chị. Mà nó mềm nó mịn cái môi cực kỳ luôn ha mọi người coi này. Nó mềm lắm, rất là mềm luôn nha mấy chị nha. Và nó chống khô môi và nó trị được cái kiểu như là nó lâu ngày nó nhả được cái thâm môi ra cho mấy chị ha. Xài ngon lắm nha mọi người nha. Chị nào lấy cái son này lên giùm cho em là son màu đỏ cam 195 ngàn. Son màu đỏ cam 195 ngàn. Chị nào lấy thì lên giùm em nha mấy chị. Bình thường của nó là 350 ngàn một cây, nay đang sale còn 195 ngàn. Chị nào lấy thì ghi giùm em là son màu đỏ cam nha. Kệ nó, mua em đi. Em bao cho mấy chị xài luôn. Mấy chị xài thử đi ngay từ lần đầu tiên luôn nha mấy chị nha. Cái môi của mấy chị nó rất là mềm. Nó rất là mềm mà mấy chị á, xài lên hỏi là cái màu môi của mình nó đẹp lắm. Đẹp tự nhiên lắm mấy chị. Và nó bám màu lâu hơn nha mấy chị nha. Ít nhất là phải trên 4 tiếng tới 6 tiếng trở lên. Nha mấy chị, xài ngon cực kỳ luôn á mấy chị. Xài đã lắm. Chị nào lấy thì ghi cho em là son đỏ cam 195 ngàn nha mấy chị. Son màu đỏ cam 195 ngàn. Thiệt sự luôn á, chị em nào mà chưa xài, xài thử đi. Em bảo đảm mấy chị sẽ cực kỳ thích. Em đang có bầu này mấy chị, mà em xài cái này họ thích lắm mấy chị nha. Màu đỏ cam ok mấy chị. Chị nào lấy thì ghi cho em là son màu đỏ cam nha, 195 ngàn. Nhớ ghi cái giá vô nha Lưu Nguyễn, 195 ngàn, 350 nha một cây mấy chị. Mà nó đang sale á, em gom còn 195 ngàn. Chị nào lấy thì ghi giùm em là son màu đỏ cam nha mấy chị, 195 ngàn. Rồi chị nào lấy thì em ạ, 195 ngàn nha mấy chị, 195 ngàn một cây. Rồi chị nào lấy áo vú bì nã nữa lên giùm em áo vú bì nã nha. Bì nã màu nâu có size 34, 36, 38 này. Màu tím có size 34, 36, 38 này. Rồi màu màu xám 34, 36, 38 này. Màu đen 34, 36, 38 này. Và màu hồng 34, 36, 38 này. Màu da 34, 36, 38 này. Nha mấy chị nha. Mấy chị lấy ghi giùm cho em là cái màu kèm cái size nha mấy chị, 99 ngàn, quá đẹp. Màu da 34 36 38, 99 ngàn. Màu hồng 34 36 38, 99 ngàn. Có 99 ngàn thôi nha mấy chị nha. Rồi, màu đen 34 36 38, 99 ngàn. Màu đen 34 36 38, 99 ngàn. Màu xám 34 36 38, 99 ngàn. Màu tím 34 36 38, 99 ngàn. Màu tím ha, 34 36 38, 99 ngàn. Và cuối cùng là màu nâu 34 36 38, 99 ngàn. Nha mấy chị, mặc siêu nhẹ, siêu khỏe, siêu đã, siêu sướng luôn. 99 ngàn cái mấy chị ơi, hàng chuẩn xách tay từ Thái về Việt Nam nha. Mấy chị nào mà muốn lấy hàng mấy chị cỡ tầm, ví dụ như mấy chị nào mà tới shop em mấy chị lấy á, thì hôm nay em like thì cỡ tầm chiều ngày hôm sau mấy chị mới ghé ha. Đừng có ghé liền nha mấy chị nha. Ghé liền nhiều khi hàng về chưa kịp quá để nó trả đơn cho mấy chị ha. Nha mấy chị, hôm nay mấy chị đặt thì cỡ tầm chiều hôm sau mới chị ghé hoặc tối hôm sau mới chị ghé thì nó sẽ có hàng, 80-90% là nó có hàng. Còn nếu như mấy chị mà đặt xong mới chị ghé liền lớp liền shop là nó sẽ không có hàng đâu nha mọi người, tại vì hàng em chưa có gửi vừa kịp á là nó sẽ không có trả được hàng cho mấy chị, mất công mấy chị tới shop á. Cho nên là mấy chị nào lấy được, mấy chị nào mà tới shop thì nhớ lưu ý giúp em ha. Hôm nay mấy chị đặt cỡ tầm chiều mai đi mấy chị mới ghé ha, chứ đừng ghé liền nha mấy chị nha. Rồi chị em nào lấy cái thằng bề nã lên giùm em tiếp bề nã nha mấy chị nha. Bề nã giùm chị em ha. Bề nã cao cấp nha mấy chị nha. Rồi còn khẩu trang nha mọi người. Khẩu trang này. Khẩu trang hai chai bôi. Hai chai trị bôi nha em. Dạ ok chị. Trị em xem 79 ngàn một tiếp nha mấy chị nha. À mấy chị hỏi em khi nào like mỹ phẩm hả? Tối nay em like mỹ phẩm nha mấy chị nha. Tối nay em like mỹ phẩm á mấy chị. Chiều nay em like em ra chỗ cửa hàng giày dép. Em like giày dép. Tối em đi live mỹ phẩm nha mấy chị nha. Tối nay em đi live mỹ phẩm ha. Chị nào mà canh được tối ủng hộ em nha mấy chị nha. Mỹ phẩm ha. Rồi, bây giờ này mấy chị cái khẩu trang này. Khẩu trang nha mấy chị nha. Khẩu trang này mọi người ơi. Đây, khẩu trang này mấy chị. Đây, khẩu trang này. Khẩu trang 3D cao cấp của Thái Lan. Nha mọi người nha. Khẩu trang 3D cao cấp của Thái Lan. Một cái gói khẩu trang như thế này nó gồm có 10 cái. Này mọi người. Đây, một cái gói khẩu trang như vậy nó gồm có 10 cái khẩu trang lận ha. Mà em bán cho mấy chị là 10 gói. Sister Hot em like nãy giờ mà. Sister Hot like nãy giờ cái like cái bìa né là like mới ấy đây ạ.
Sister Hotline nãy giờ quá trời hàng Sister Hot luôn á. Rồi nha mấy chị nha, nãy giờ chỉ có một mã này là bề nã thôi, còn lại là bán của Sister Hot không mà, quần lót của Sister Hot, áo dưới của Sister Hot luôn. Mà like nãy giờ rồi đợi xíu ha. Rồi nha mấy chị nha, đây nè, màu hồng ha, màu hồng. Một gói 10 cái là 15 ngàn một gói. Hôm nay em bán cho mấy chị 10 gói là 100 cái khẩu trang. Còn đáng lý không bán 79 nha mấy chị, nhưng mà thôi bữa nay đầu chuyến em đi Thái em bán mấy chị luôn 79 ngàn. Thiệt mấy chị bán 79 ngàn á, mấy chị ở sót lắm mọi người, người ta bán 150 ngàn 10 gói á, là 100 cái. Hàng chuẩn 3D sách tay từ Thái về nha. Màu này là màu xanh ngọc nha mấy chị, đó màu xanh ngọc ha. Màu hồng nè, màu xanh ngọc nè, rồi màu tím giùm cho em, đó màu tím nha mấy chị nha, màu tím ha, đó. Và màu xanh rêu, màu xanh rêu, màu xanh rêu nha mấy chị nha, màu xanh rêu đẹp không, đó màu xanh rêu nha. Còn màu xám nha mấy chị, màu xám nữa, chị nào lấy màu nào lên cho em màu đó. Một gói 10 cái em bán với chị 10 gói từ 350 ngàn, còn có giá 79 ngàn. Tại vì bán lẻ ở Eleven á, chị nào mà đi du lịch Thái Lan á, mấy chị vô Eleven đi, hoặc là những cái chỗ mà nó cửa hàng bán tiện lợi, hoặc là kiểu như là không, cái cửa hàng á mấy chị, cái cửa hàng mà kiểu như nó bán đủ thứ đồ mấy chị. Rồi á họ là mấy chị vô mấy chị coi đỡ giùm em đi, nó treo những cái bịch này lên này, cứ 35 bạt, dán 35 bạt lên, mấy chị nào ưng thì mấy chị lấy. Một gói 10 cái là 35 bạt nha mấy chị nha, một gói 10 cái là 35 bạc nha mấy chị. Còn cái loại này nè, quên, còn cái này em gom cho mấy chị theo cái giá sỉ 79 ngàn 10 gói luôn. Mà 10 gói là 100 cái nha mấy chị nha. Chị em nào lấy thì lên giùm em khẩu trang. Thứ nhất á, là đeo nó đẹp. Thứ hai á, là mấy chị đeo nó khỏe lỗ tai, nó không bị đau, không bị cấn lỗ tai. Thứ ba là mấy chị đeo nó không bị ngợp nha mấy chị nha, đã lắm mấy chị. Màu á, màu tím ha. Rồi, màu xám nha mấy chị nha. Rồi, màu xanh rêu. Màu xanh rêu nè. Rồi, màu hồng nha mấy chị. Và cuối cùng là màu xanh ngọc. Chị nào ưng màu nào lên cho em màu đó. Màu tím, màu xám, màu xanh rêu, màu hồng và màu xanh ngọc. 2, 4, 5 màu. Em có 5 màu. Mấy chị ưng chọn màu thì mấy chị chọn màu. Mấy chị ưng mix màu, mấy chị mix màu. Mấy chị ưng lấy màu nào gì đó thì tùy mấy chị ha. 79 ngàn 10 gói nha mấy chị nha. Trời ơi rẻ quá trời luôn á mấy chị. Rẻ cực kỳ luôn nha mọi người nha. Rất là rẻ luôn. Chị em nào lấy thì ghi giùm em ha. Khẩu trang 3D kèm màu kèm số lượng. Một gói 10 cái. Em bán mấy chị 10 gói. Còn cái giá 79 nha. Nha mấy chị nha. Khẩu trang 3D 10 gói đủ màu và ok chị nè. Mấy chị ghi giùm em là khẩu trang kèm màu hoặc là đủ màu gì đó tùy mấy chị. Mà có 79 ngàn 100 cái lận nha mấy chị nha. Mình đeo cũng được, con đeo cũng được, chồng đeo cũng được, đều rất dễ đeo luôn. Nha mấy chị, mà bây giờ là mấy chị ơi, mình đi ra đường là mình phải có khẩu trang luôn á. Khẩu trang, đi ra đường là phải có khẩu trang nha mấy chị nha. Chứ không là dịch nó dễ bị như chung là mình ngừa Covid chị mấy chị. Chị nào lấy khẩu trang lên giùm cho em khẩu trang ha. Nha mấy chị nha, chị nào lấy khẩu trang lên giùm em khẩu trang nha mấy chị nha. Ghi rõ giùm em nha mấy chị nha. Ghi rõ giùm em là khẩu trang kèm màu kèm số lượng giùm em. Màu xanh ngọc ha. Rồi, màu hồng nha mấy chị nha. Rồi, màu xanh rêu nè. Rồi, màu xám nè và màu tím. Màu tím nè, màu xám nè, rồi màu xanh rêu nè, màu hồng nè và màu xanh ngọc nha mấy chị. Chị nào lấy thì lên giùm chị em nha mấy chị nha. Chỉ có giá là 5 xanh ghi, xanh ghi là gì? Khẩu trang 10 xám, 5 xanh ghi là gì? Xanh rêu hả? Sao mấy bà ghi cái gì không hiểu gì vậy? Cái này là màu xanh rêu nè, cái này là màu xám nè, màu xanh ngọc nè, màu hồng nè và màu tím nè. Mấy chị ghi cái mã giùm em cho nó rõ ràng nha mấy chị nha. Ghi rõ ràng giùm em nha mấy chị nha. Ghi rõ ràng giùm em ha. Nha mấy chị nha, ghi rõ ràng giùm em ạ. Màu xám nè, màu xanh rêu nè, màu tím nè, màu hồng nè, màu xanh ngọc nè. Chị em nào lấy lên giùm em ạ. Ghi cho em khẩu trang kèm màu kèm số lượng giùm em. Khẩu trang kèm màu kèm số lượng giùm em ạ. Nha mấy chị nha, khẩu trang kèm màu kèm số lượng giùm em ha. Ghi rõ giùm em nha mấy chị nha. Số lượng kèm màu. Còn nếu như mấy chị mà không thích chọn màu thì mấy chị muốn lấy mix màu thì mấy chị ghi chị em là lấy đủ màu nha mọi người, lấy đủ màu giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Một thùng nó 500 cái lận. Mà bây giờ chị nói em này, bây giờ em mua không có màu trắng nha Mỹ Hương nha.
Bây giờ mà em mua hả, em mua 500, 700, 1.000 gói chị vẫn bán 79.000 10 gói, có nghĩa là 7.900 gói. Trời ơi, mấy hôm hả, chị nói thiệt với em hả, chị bán người ta bán sỉ á là hả 95.000 10 gói, là chị bán giá sỉ một thùng 500 gói nha. Chị bán giá sỉ một thùng 500 gói đó là 95.000 10 gói, là 9.500 một gói đó. Còn bây giờ họ sale còn có 79.000 10 gói à. Nó rẻ dữ lắm rồi nha mọi người nha. Mấy chị muốn lấy bao nhiêu thì mấy chị lấy thôi. Một thùng của nó là 500 gói lận. Nhưng mấy chị một thùng của nó là không có, có nghĩa là màu xám một thùng nó 500 gói này, màu rêu một thùng nó là 500 gói, màu tím cũng vậy, màu hồng cũng vậy, và màu màu xanh ngọc cũng vậy. Mà mấy chị để muốn mà mua cái này mà được giá sale như em á, là mấy chị mua một một lần là mấy chị một màu nha, mấy chị nha, ít nhất là 5.000 gói trở lên là mấy chị mới có được cái giá 79.000 như em. Còn nếu mấy chị mà mua 500, 700, 1.000 gói nha mấy chị nha, xin lỗi nha mấy chị, bán ít nhất cũng phải 150.000 10 gói là mấy chị mới có lời. Chứ còn mà mấy chị mà mua ít ít đó, ở bên Thái họ người ta gom ít 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 cho mấy chị, người ta xách tay gì ít ít đó mấy chị, bởi vậy cho nên buộc nó phải bán giá cao. Đôi khi không muốn bán giá cao cũng phải bán giá cao thì người ta mới bù qua được tiền công. Nha mấy chị nha, chứ còn không là là khó lắm. Như em mua với mấy chị họ, em mua một lần nha mấy chị nha, em không phải nói xạo mấy chị đâu. Hàng mà em chắc ở ở chỗ dưới Vì là Tân đó mấy chị, là hàng thùng khẩu trang là em chất cao lên như vậy nè, mà em chất nguyên một dạt để chờ xe tới chở mấy chị, là em rinh nhiều lắm, em bán nhiều, ở quên em gom nhiều lắm mấy chị, chứ ít ít là không bao giờ mà mình mua được giá sale tốt hết trơn á mọi người. Không có màu đen chị à, không có màu đen nha, không có màu đen ha. Này, nó có màu hồng này, màu xanh rêu này, màu tím này, màu xanh màu màu nó lộn màu màu tím này, màu xanh ngọc này, màu hồng này, màu xanh rêu này và màu xám này. Nhưng mấy chị nào lấy thì ghi giùm cho em là khẩu trang kèm màu kèm số lượng nha. Hello chị Hương Đinh Thương nè, hello chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Trời ơi, nghĩ sao khẩu trang mà có hai ba bà đặt chị không? Khẩu trang hỏi bữa nay em bán rẻ quá trời mà có mấy chị đặt à. Khẩu trang bữa nay rẻ quá trời rẻ luôn mà có mấy chị đặt à. Chị là lấy khẩu trang nữa lên ủng hộ giùm em cho nó xôm xôm lên nha mọi người. Bữa nay mà có mấy người đặt khẩu trang luôn á. Có hai bốn năm người đặt khẩu trang thôi. Ở nay sao ít người đặt khẩu trang quá vậy? Sao bữa nay ít người đặt khẩu trang quá vậy? Còn áo ngực không em? Còn chị, em đang ở kho áo ngực mà. Em đang ở kho áo vú mà. Sao vậy? Đây mấy chị nha. 79.000 10 gói ạ. À. 5 hồng, 5 tím, 5 xanh rêu. Rồi nha mấy chị. Em like nãy giờ rồi, em like nãy giờ rồi. À, mới nãy ai hỏi em cái nano hả? Nano nha mấy chị nha, chị nào lấy nano lên giùm em nano. Mà bữa nay nano em mới qua mà nó cũng bị cháy size rồi đó mọi người. Coi giùm em này, nano bữa nay em mới qua mà nó cũng bị cháy size mấy chị. Coi này, nha mấy chị nha, nó bị cháy size, nó bị lỉa size mấy chị ha. Nano là tem thị đen giùm em nha, mã hàng VIP nha mấy chị, mã hàng VIP ha, mã hàng tem thị đen là nói chung là của hãng Sector Hot đó mấy chị, hàng cao cấp, hàng đắt tiền nhất luôn á mọi người. Trong cái hãng Sector Hot là cái mã này là mã đắt tiền nhất nha. Cái thứ nhất này mấy chị là mút dày 3 phân thôi, không quá dày đâu mấy chị, độ dày của nó vừa phải thôi, nó dày 3 phân thôi. Nhưng mấy chị nha, độ dày vừa phải thôi mấy chị. Nhưng mà đặc biệt một điều này mấy chị, nó rất là êm. Cực kỳ êm luôn.
nha mấy chị nha, cực kỳ êm luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì ghi dùm cho em là nano kèm màu kèm size. Nano màu da em có size là 3, màu da bữa nay còn có size 34 và 36 thôi, hết 32 rồi. Nano màu da em có size là 34 và 36. Độ dày của nó 3 phân thôi nha mấy chị nha, nó không quá dày và không mỏng ha. Và đặc biệt một điều này mấy chị, nó rất là êm và nó nâng ngực cho mấy chị. Màu da em có size 34 và 36 này. Rồi, màu màu đỏ em có size 34, 36, 32, 34, 36 luôn. Chị nào mới nãy hỏi nano á, thì mấy chị lấy thì lên giùm em nha. Nano là hàng cao cấp nha mấy chị. Em bao chất lượng mấy chị từ 500 tới 700 ngàn trở lên. Nếu chất lượng mấy chị thua 500 hoặc 700 ngàn mấy chị đang mặc trong người, em cho mấy chị trả hàng. Cái thứ hai là loại này nè mấy chị, bên Thái bán lẻ ra là 480 bạch một cái. Em sell cho mấy chị còn 127 ngàn. Nha mấy chị nha, lưu ý giúp em nha mấy chị nha. Giá bữa nay á là em bán lấy tương tác đầu năm nha mấy chị, có 127 ngàn em cũng xót ruột lắm. Chị em nào lấy thì lên nha mấy chị nha, bạc nó tăng á mấy chị, mình xót cái tiền bạc thôi. Rồi nha mấy chị, nano màu đỏ em có size 34, 32, 34, 36 nha mấy chị. Màu đỏ em có size 32, 34, 36, 127 ngàn luôn. Rồi màu nâu em cũng có size 32, 34, 36, 127 ngàn. Chị nào lấy nâu lên nâu giùm em ha. Đó, đệm của nó này mấy chị, coi nè. Thấy không? Êm lắm nha mấy chị nha, và cực kỳ thoải mái luôn nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy ghi giùm em ạ. Màu nâu em có size 32, 34, 36, 127 ngàn luôn. Rồi màu màu đen thì nó chỉ có size là 32 và 34 thôi. Đó mọi người coi giùm em nè, thấy không? Cái đệm của nó là màu đen này, đó đẹp chưa? Xuống lắm nha mấy chị nha. Những ai mà ghiền mua cái nano rồi á, thì em khuyên mấy chị nên mua thêm để dành về mặt ha. Và đặc biệt nó có phủ lên một lớp gọi là nano kháng khuẩn, cho nên là khi mấy chị mặc á, nó có cực kỳ lâu cũ luôn. Áo vú kia mấy chị mặc 3 tháng, 5 tháng trở lên là bắt đầu thấy cũ rồi đúng không? Nhưng cái này mặc 2 năm trở lên mấy chị chưa thấy cũ luôn á mọi người. Mặc hoài luôn nha mấy chị, mà nó sướng lắm. Mà nó êm lắm nha mấy chị nha. Màu đen em có size 34, 36, màu đen em có size 32 và 36 thôi. À, rồi, màu hồng em cũng còn có size 32 và 36. Chị nào lấy hồng lên hồng giùm em ha. Màu hồng em cũng có size 32 và 36. Chị nào lấy hồng lên hồng giùm em. Nano màu hồng 32, 36. Nano màu đen size 32 và 36. Nano màu nâu 32, 34, 36. Nano màu đỏ 32, 34, 36. Nano màu da 32, 34, 36. Chị nào cần size bao nhiêu lên đơn giùm em. 127 ngàn bao giá cho những ai đi Thái xách tay gì nha mấy chị nha, bao hết luôn nha mọi người. Bữa nay chưa kể thì bạc nó đã tăng nữa, mà một phần nữa là cái giá này hồi giờ giá thị trường của nó là nó đã, nếu như mà gom sale mấy chị thì người ta còn bán 250, 280 ngàn một cái luôn nha mấy chị nha. Nói chung là đắt lắm mấy chị ơi, do cái mã này nó là hàng thương hiệu á. Cái thứ hai nữa là nó là mã hàng nano mấy chị, nano cho nên là nó có kháng khuẩn nha mọi người nha. Và đặc biệt là nó chống cũ cái áo lâu lắm. Bình thường mình mặc cái áo 5 tháng, 7 tháng lúc đầu thấy cũ rồi. Cái này mặc 2 năm mấy chị chưa muốn giục luôn á. Tại vì nó rất là bền và đặc biệt là nó lâu cũ lắm, mặc sướng lắm nha mấy chị nha. Ghi rõ giùm em cái màu kèm cái size, màu kèm cái size, màu kèm cái size giùm em ha. Màu da 32, 34, 36. Mà, đúng rồi, à không, màu da có size 34, 36 thôi. Màu đỏ em có size là 32, 34, 36. Màu nâu em có size 32, 34, 36. Màu đen em có size 30, 32 và 36. Màu hồng em có size 32 và 36. Rồi, nó có 3 màu này, bộ ông quên 5 màu này nha mấy chị nha. Nó có 5 màu, nha mấy chị, nó có 5 màu. Màu đen 32, 36. Màu hồng 32, 36. Màu nâu 32, 34, 36. Màu đỏ đô 32, 34, 36. Màu da 34 và 36. 127 ngàn. Chị nào lấy lên giùm chị em là nano kèm màu kèm size. Nano kèm màu kèm size giùm em ha. Kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Vừa rẻ lại vừa đẹp nha mấy chị. Hàng đẹp lắm. Nano giặt máy, giặt mà nhìn mới hồi à. Đúng rồi, nó không có bị bể phơm. Nó không có bị bể phơm đâu mấy chị. Nó không có phải như nhiều loại mấy chị mặc vô nó bị bể phơm đâu. Cái này nó không bị đâu. Mấy chị mặc đã lắm, nói chung là mặc ghiền lắm nha mấy chị nha, mặc rất là ok. Rồi, em lên lại mã hàng ren mỏng vip cho mấy chị một lần nữa nè. Ren mỏng vip đây cũng vậy luôn, nói chung là em chọn hàng em bán lắm mấy chị, chứ không phải em đụng đâu em bán đó nha mấy chị nha. Cho nên là mấy chị thường á, là mấy chị sẽ nhận hàng là mấy chị sẽ rất là ân ý về cái việc là chất lượng của nó, cũng như là kiểu như là mình mặc nó thoải mái mấy chị ha. Chất lượng cũng như là cái form mấy chị mặc á, nó rất là thoải mái, nó không bị cấn bởi vì của nó là hàng của hãng. Nếu như mấy chị mà mua hàng giả thì mình không có ai mà đảm bảo được đâu, nhưng mà hàng chính hãng mấy chị mặc đã lắm. Nhưng mà người hàng chính hãng mấy chị mặc cười lắm. Rồi nha mấy chị nha, đây là cái gì?
gì quên rồi. Cái này là ren mỏng VIP màu da, em có size là 36, 38, 40, 42. Giá của nó 380 ngàn nè mấy chị nha, có gọng nha chị. Ren mỏng VIP có gọng mà em bao cho mấy chị nè. Thứ nhất nó êm lắm, nó không bị cấn chị ơi. Hàng mà hàng của Thái mà chính hãng nó khác với lại cái hàng giả. Chị đừng có mua, cái dụ như nhiều khi chị mua cái hàng giả là hàng ngoài thị trường khác, mấy chị mặc vô nó bị đau 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 vú, hoặc là cái gọng nó chọt cho mấy cái gì vú mấy chị bị đau, hoặc là nó bị chạy bị tuột áo ngực mấy chị rất là khó chịu. Nhưng mà riêng hàng của hãng mấy chị ơi, đâu phải như không mà cái hàng nó được, nó lên top 1 của Thái Lan nè. Hàng của hãng Sister Hot này mấy chị, đây là hàng thương hiệu số 1 của Thái Lan đó mấy chị. Đâu phải như không mà nó có được mấy chị. Đây là cái hàng thương hiệu nó gây dựng từ lâu rồi. Cho nên nó là mọi người mua hàng á, là thường á, là mấy chị sẽ rất là thích và rất là thoải mái về cái chất lượng của nó ha. Rồi ren mỏng VIP màu màu da em có size là 36, 38, 40, 42, 380 ngàn. Chuyến đi đầu em mới qua là em like cái mã này đầu tiên á, là em xem mấy chị còn 99 ngàn nha mọi người nha. Em cũng sót lắm mấy chị, chạy cái 99 ngàn à. Rồi ren mỏng VIP màu da 36, 38, 40, 42, 99 ngàn. Ren mỏng VIP màu xám 36, 38, 40, 42, 99 ngàn. Rồi nha mấy chị, chị nào lại liên em ha. Rồi bình thường chị mặc size bao nhiêu nha chị Thanh Tâm Phan Phạm. Rồi nha mấy chị nha, màu đen 36, 38, 40, 42, 99 ngàn luôn. Màu nâu 36, 38, 40, 42, 99 ngàn. Chị nào ưng nâu lấy nâu giùm em ạ. Nâu 36, 38, 40, 42, 99 ngàn. Chị nào lại nâu lên nâu giùm em nha. Gửi chị em là ren mỏng VIP. À bữa hổm là mấy chuyến trước là không có hai cái màu này, size 36 và 38, là bởi vì nó cháy hàng toàn bộ. Bữa nay đầu năm là em mới qua là nó có đủ lại cho mình rồi nha mấy chị, nó có đủ màu rồi ha. Cho nên là chị em nào lại lên giùm em nha. Màu da 36 38 40 42, màu đen 36 38 40 42. Rồi, màu xám 36 38 40 42 và màu nâu 36 38 40 42. Chị nào ơn ghi chị em là ren mỏng VIP kèm màu kèm hai kèm size nha, 99 ngàn. Nè mấy chị coi bạn Cúc nó nè, đã không? Nha mấy chị nha, cái 99 ngàn thôi nha mấy chị nha. Chị nào lại lên giùm chị em ha, 99 ngàn thôi nha mấy chị nha, 99 ngàn à. Ren mỏng VIP kèm màu kèm size nha. Rồi, màu nâu 36 38 40 42 này. Màu xám 36 38 40 42 này. Màu xám 36 38 40 42 này. Rồi, màu da 36 38 40 42 này và màu đen 36 38 40 42 99 ngàn. Chị nào ưng lên giùm chị em ha, 99 ngàn ạ. Nha mấy chị. Thôi. Mất hồn luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Ren mỏng VIP một da một đen size 38, ok chị này. Ủa sao gì vậy? Đây này chị mới tải lại nè. Thấy không? Chị mới tải lại rồi nè. Trời ơi, kỷ lục luôn á. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. Màu đen 36 38 40 42 ha. Rồi, màu da 36 38 40 42. Màu xám 36 38 40 42, màu nâu 36 38 40 42. Rồi thôi nha mấy chị nha, em xuống like nha mọi người ơi. Em xuống like nha mấy chị nha, em xuống like nha mấy chị nha. À, em xuống live rồi em về em đi ăn cơm cái hả, em về em đi ăn cơm cái xong rồi em đi qua kho giày dép nha mấy chị nha. Năm cái đủ màu hả nha shop, size bao à, size 42 hả. Vậy em lấy chị em lấy chị hai cái da chị Nguyễn Loan này, nhung nhà sữa cho chị này, hai cái da một cái nâu, một cái xám, một cái đen nha em. Có bốn màu thôi à chị Nguyễn Loan, có bốn màu cho nên em lấy chị hai da nha, hai cái da ha. Ren mỏng VIP 38, ren mỏng VIP 36, 99 màu da, màu da màu đen 38, ok chị nè. Rồi nha mấy chị nha, em mất hồn luôn hả mày. Rồi nha mấy chị nha, đen hai cái, đen hai cái, hai cái da nano kèm size nha Mỹ Hương ơi, kèm size nha. Đen hai cái da nano, hai cái ren mỏng VIP da cộng nâu kèm size nha Mỹ Nương ơi. Hai cái đen nano, hai cái da nano kèm size nè. Hai cái ren mỏng VIP một da một nâu kèm size nha Mỹ Nương nha, size 36. Nghĩa là Nhung ở nhà sửa cho chị Mỹ Hương này Nhung. À, hai cái đen nano size 36, hai cái da nano size 36 cộng hai cái ren mỏng VIP da cộng nâu size 36 luôn cho Mỹ Nương này. Ok chị Trang Nguyễn nè. À, màu đen, màu nâu, màu xám 38 tổng 3 cái nha em. Dạ ok chị nè.
Dạ ok chị Nguyễn Loan, cảm ơn chị này. Chị Nguyễn Loan là chị 5 cái là em size 42 ấy, là em nhớ sửa lại cho chị là hai cái size màu da size 42 cho chị luôn. Không không có cài trước chị ơi. Ren mỏng vip 38 ok với chị. Ren mỏng vip màu nâu 36 38 40 42. Ren mỏng vip màu xám 36 38 40 42. Ren mỏng vip màu da 36 38 40 42. Ren mỏng vip màu đen 36 38 40 42. Nhiều ta 99.000 nha mọi người nha, 99.000. Rồi chị nào lấy thì lên đơn giùm em nha mấy chị nha, 99.000 à mọi người ơi, 99.000 à. Em rồi em lên lại cái quần lót cho mấy chị chút xíu nữa nè. Trời ơi, quần lót của hãng Sister Hot luôn giùm em cái nha mấy chị nha. Nè mấy chị. Đây, quần lót của hãng Sister Hot nè mấy chị, coi cái đáy thém khủng của nó nè. Thật sự rất là ưng luôn nha mọi người nha. Mấy chị nhận hàng em cho mấy chị xét từ đường kim mũi chỉ luôn á mọi người. Mấy chị không chê vô đâu được luôn á. Có tem chính tem phụ của Sister Hot nó luôn nha mọi người nha. Coi giùm em nè. Có hàng tem chính tem phụ của mã Sister Hot nó luôn nha mấy chị nha. Coi giùm em nè. Nó có hai tem, tem chính tem phụ nè. Mấy chị coi giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. Mã này á thì quần lót này từ 57kg cho tới 65kg. Em không cho chọn màu. Bình thường á, là 50.000 một cái. Bây giờ mấy chị lấy 5 cái trở lên còn 29.000 một cái. Nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Đó, nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. À, thấy không? Mấy chị coi giùm em nè. Nha mấy chị nha. Mặt ngon lắm. Nha mấy chị. Kể cả là mấy chị hay ra dịch dơ. Hoặc là nhiều khi mình, chị em phụ nữ mình mà. Nói chung là nhiều khi á, mấy chị mình có ra dịch dơ. Mình có giặt á mấy chị ơi. Mình giặt cái loại này nè. Nó vò nó sạch sẽ lắm mấy chị. Và nó không có kiểu như là nó sạch sẽ lắm, nó cái đáy quần lót mình nó sạch sẽ mà nó dễ chịu lắm mọi người. Nói chung ok lắm nha mấy chị nha. Rồi chị em nào lấy thì lên giùm em ạ. À, quần lót nha mấy chị nha. Quần lót thái kèm số ký giùm em từ 57kg cho tới 65kg. Không cho chọn màu nha. Một cái một màu, 7 cái 7 màu. Chị nào lấy 10 cái thì sẽ lặp lại màu nha mấy chị. Một cái một màu, 7 cái 7 màu. Và chị nào mà lấy 10 cái thì là còn 3 cái lại là lặp lại màu nha mấy chị nha. Chị nào lấy liền em ạ. Mà 10 cái có 290.000 à. Nó rẻ lắm em nói thiệt. Mà mấy chị đổi giùm em nha. Cái chất của nó mấy chị mặc em á là em đâu có tiếc đâu mấy chị. Em qua Thái thì thiếu mẹ gì hàng, nhưng mà họ mấy chị em quần đi quần lại em còn thích nó. Có nhiều cái loại kia mấy chị biết sao không? Cái đáy kháng khuẩn của nó em không có ưng. Cái đáy kháng khuẩn của nó, cái đáy kháng khuẩn của nó mấy chị biết sao, mình giặt á nhiều khi mình dính đó mấy chị, dịch dơ mình dính đó mấy chị, mình vò mấy chị sao nó không có ra hết. Em không thích, em không thích nó kiểu như là mình vò rất là mạnh tay luôn mấy mọi người mà nó không có ra hết. Nhưng mà cái này mấy chị chỉ cần mấy chị vò nhẹ là nó ra. Cái chất liệu của nó mấy chị nó rất là thích hợp luôn á mấy chị, nên nói chung là ưng lắm nha mấy chị nha. Cho nên chị nào lấy thì ghi giùm cho em quần lót 29.000 cái, bán nhất từ 5 cái trở lên. Rồi chị nào có lấy lên giùm em ha, không cho chọn màu nha. Chứ bình thường mấy chị mua 5 cái là em bán mua 10 cái là em bán 350.000 10 cái rồi mấy chị. Còn bữa nay hồi em tách nhỏ cho mấy chị rồi còn giảm giá nữa nha mọi người nha. Bữa nay còn tách nhỏ còn giảm giá cho mấy chị nữa. Bữa nay là rỉ lắm rồi nha mọi người. Chị em nào lấy thì ghi chị em là quần lót kèm màu kèm số lượng giùm em ha. Kèm kèm số ký kèm kèm số lượng giùm em. 5 cái, 7 cái, 10 cái gì đấy. Rồi nha mấy chị nha. Quần lót ha. Rồi thôi em xuống like nha mấy chị nha. Quần lót thái 59, 6 cái. Ok chị. Rồi thôi bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người. Giờ em đi tính tiền. Lấy rồi tính tiền rồi em ăn cơm cái hả. Rồi em mới like nữa nha mấy chị. Em ăn cơm cái hả. Rồi em đi qua kho đồ. Ủa quên, em kho giày dép em like cho mấy chị nha. Rồi thôi em xuống like nha mấy chị nha. Em xuống like nha. Chị nào lấy khẩu trang nữa thì nói em nha mọi người. Chị nào lấy khẩu trang nữa thì nói em nha. Chị nào lấy khẩu trang nữa thì nói em ha. Rồi thôi bye bye. Cảm ơn mấy chị nhiều.